đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2561, không cách nào ẩn giấu. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy tư Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn thời điểm. Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc đi mà quay lại, đi theo bọn hắn cùng đi đến còn có một cái tóc hoa dâm lão đầu, hắn và Phạm Thiên Vinh vừa nói vừa cười, hắn chính là Thẩm gia lão tổ Thẩm Tu Biển, hắn và Phạm Thiên Vinh là nhiều năm lão hữu rồi, bên trong thân thể thật khí thế chấn động tại thần đế cảnh trung kỳ, hơn nữa là vô hạn tiếp cận ở thần đế cảnh hậu kỳ. Thẩm Tu Biển từ Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc trong miệng nghe nói Diệp Thần Phong cùng Long Cao Nguyên sự tình. Khi biết Long Cao Nguyên có thần đế cảnh trung kỳ thực lực sau, hắn dự định tự mình đến bái phỏng một cái, dù sao thần đế cảnh trung kỳ ở chính giữa giới cũng coi như là cường giả, Thẩm gia đạo đãi khách từ trước đến giờ là so sánh chu đáo. Lại có thêm, Thẩm Tu Hai biết chính mình vị lão hữu này có ý định muốn thu Diệp Thần Phong làm đồ đệ, hắn nhưng biết mình vị lão hữu này tính khí, lúc trước hắn là mặt dày mở miệng, lại tăng thêm Thẩm Đình Ngọc Thiên Phú không tệ. Cuối cùng Phạm Thiên Vinh mới miễn cưỡng đáp ứng thu đồ đệ. Diệp Thần Phong cùng Long Cao Nguyên nhìn thấy đi mà quay lại Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc, trong lòng bọn họ mang có một chút nghi hoặc, trong đó Thẩm Đình Ngọc mở miệng nói, vị này chính là ta Thẩm gia lão tổ. Thẩm Tu Biển hướng về Long Cao Nguyên chắp tay, khá là khách khí nói, Long Huynh, nghe nói các ngươi là thần nguyên giới ở ngoài tới, về sau nếu như không có đi chỗ lời nói, cũng có thể tại chúng ta Thẩm gia dàn xếp lại. Thẩm Tu Biển ngược lại là cũng có mời chào tâm ý, hắn cảm giác được Long Cao Nguyên trên người khí tức đúng là thần đế cảnh trung kỳ, một bên Diệp Thần Phong khí thế trên người tại thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, hắn không có tại Diệp Thần Phong trên người làm quá nhiều dừng lại. Dừng lại một chút sau đó Thẩm Tu Biển lại nói, đương nhiên nếu như hai vị có chỗ đi, chỉ muốn tại chúng ta Thẩm gia ở lại mấy ngày ngược lại cũng không sao, chúng ta Thẩm gia phi thường hoan nghênh. Thẩm gia ở chính giữa giới danh tiếng tốt vô cùng, chưa bao giờ hội cưỡng cầu hạ giới tới người tu luyện, này ngược lại cũng để rất nhiều hạ giới người tu luyện trái lại lựa chọn phụ thuộc vào bọn hắn. Long Cao Nguyên tùy ý cùng Thẩm Tu Biển khách khí hai câu. Lần này Thẩm Tu Biển tới nơi này, chỉ là tùy ý mà làm, mỗi lần có thần đế cảnh trung kỳ cường giả đến, hắn đều sẽ tự mình đến thấy một mặt. Cái này cũng là cách làm người của hắn xử thế chi đạo. Tại Thẩm Tu Biển yếu trước khi rời đi, hắn vừa liếc nhìn Diệp Thần Phong, người trẻ tuổi. Có thể có thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ thực lực, tại thần nguyên giới ở ngoài, người cũng khẳng định tính là thiên tài rồi, đi tới thần nguyên giới bên trong hãy cố gắng lên. Nếu như người có thể trở thành Phạm lão đầu đồ đệ, tương lai ở chính giữa giới nhất định sẽ có một chỗ của ngươi. Thẩm Tu Biển mang trên mặt nụ cười hiền hòa, hắn luôn cảm giác Diệp Thần Phong khí chất trên người có phần đặc thù. Thật đáng giận thế lại chân chân thật thật tại thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, kết quả là. Trong ánh mắt của hắn tránh qua một đạo ánh sáng màu lam. Tại ánh sáng màu lam lóe lên trong nháy mắt, Thẩm Tu Biển nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Tại Thẩm gia có một môn tuyệt học tên là phá huyễn mắt, đang tu luyện phá huyễn mắt sau, có thể rõ ràng phán đoán ra tu vi của đối phương cùng tuổi tác, đương nhiên phá huyễn mắt đối mặt so với thực lực mình cao người là vô dụng. Chỉ có thể nhìn thấu so với thực lực mình thấp người, dù sao trên thế giới này có không ít công pháp có thể che giấu hơi thở, này phá huyễn mắt đúng là có thể vì để cố làm ra vẻ bí ẩn người không thể nào ẩn giấu. Phá huyễn mắt ý tứ cũng chính là phá tan ảo giác, phá tan ẩn giấu. Nguyên bản Thẩm Tu Biển chỉ là xuất phát từ một điểm hiếu kỳ, tùy ý dùng phá huyễn mắt nhìn một chút Diệp Thần Phong, ai biết hắn lập tức đã đoán được Diệp Thần Phong thực lực thật sự là thần đế cảnh sơ kỳ. Về phần Diệp Thần Phong tuổi tác, hắn vẫn không có phán đoán. Một cái thần đế cảnh sơ kỳ gia hỏa, nghĩ đến tuổi tác khẳng định cũng sẽ không thấp. Thẩm Tu Biển cũng coi như là gặp qua sóng gió người. Hắn lập tức tỉnh táo lại, hắn đối với Diệp Thần Phong chắp tay, nói, bằng hữu, ẩn giấu tu vi là vì sao ý. Rõ ràng có thần đế cảnh sơ kỳ thực lực, người lại áp chế ở thiên thần cảnh, người đến cùng có mục đích gì. Khi nghe đến Thẩm Tu Biển lời nói sau, một bên Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc hơi sững sờ, bọn hắn biết Thẩm Tu Biển tu luyện phá huyễn mắt, cho nên Thẩm Tu Biển tuyệt đối sẽ không ăn nói linh tinh, nói cách khác Diệp Thần Phong đúng là thần đế cảnh sơ kỳ thực lực. Nói cách khác Diệp Thần Phong có thể là có thuật chú nhan. Căn bản không phải cái gì người tuổi trẻ, trên thế giới này các loại thủ pháp tầng tầng lớp lớp.
có thể làm cho hơi thở của mình duy trì tuổi trẻ, này cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thần Phong cũng đột nhiên nhíu lại lông mày, hắn không nghĩ tới của mình tu vi thật sự, lại bị Thẩm Tu Biển cho xem thấu. Xem ra đúng là không thể rất coi thường bên trong giới những người tu luyện này rồi. Long Cao Nguyên là thật chặt đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Phạm Thiên Vinh trên mặt che kín lửa giận, hắn cảm giác mình bị người đùa bỡn, hắn quát lên, người ẩn giấu tu vi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Đình Ngọc đối Diệp Thần Phong hảo cảm không còn sót lại chút gì, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người. Mà Thẩm Tu Biển lại một lần nữa thi triển phá huyễn mắt, lạnh lùng nói, liền để ta xem một chút ngươi lão già này đến cùng có bao nhiêu tuổi. Dứt tiếng, một vệt ánh sáng màu lam tại hắn trong mắt lóe ra. Sát theo đó, khụ khụ khặc, Thẩm Tu Biển đột nhiên mãnh liệt bắt đầu ho khan, hắn tại phán đoán ra Diệp Thần Phong tuổi tác sau đó hắn có một loại cảm giác đang nằm mơ, trực tiếp được nước miếng của mình cho sặc đến bắt đầu ho khan. Một cái ho khan tự đình chỉ không được, khắc sắc mặt đỏ lên cực kỳ, hắn quả thực không thể tin được hắn phá huyễn mắt, này tuyệt đối không phải là thật sự, hắn lần nữa lợi dụng phá huyễn mắt hướng về Diệp Thần Phong nhìn lại. Tại xác thực đã định chưa nhìn lầm sau. Phù phù, phù phù, phù phù. Thẩm Tu Biển trái tim tốc độ bỗng nhiên gia tốc, hắn chỉnh tấm mặt mo không ngừng co quắp, trong cổ họng một cái lại một cái nuốt nước miếng. Một cái khoảng 30 tuổi thần đế cảnh sơ kỳ cường giả. Điều này sao có thể? Nhưng hiện thực liền bày ở trước mặt của hắn, hắn không thể không tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Bọn hắn là tới từ ở thần nguyên giới ra chỗ man di mọi giờ. Bực này tuổi tác, bực này tu vi, thượng giới thiên tài cũng không cách nào căn bản vô pháp với tới, coi như là từ hỗn độn thời đại cho tới bây giờ, có ai có thể có thành tựu như vậy? Phạm Thiên Vinh nhìn thấy Thẩm Tu Biển quái dị cử động, hắn là càng thêm nghi ngờ, hắn hướng về phía Diệp Thần Phong quát lên, nếu không nói suốt mục đích của các ngươi, ta liền muốn động thủ. Thẩm Tu Hayden lúc cuống lên. Hắn hiện tại biết Diệp Thần Phong tại sao phải ẩn giấu tu vi rồi, như thế một cái thế gian duy nhất thiên tài, đương nhiên phải hiểu được ẩn giấu, bằng không rất có thể hội chết non, nếu như Diệp Thần Phong có thể tiếp tục trưởng thành. Tương lai 100% hội đến thần đế cảnh đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới trong truyền thuyết. Hiện tại chính là giao hảo Diệp Thần Phong thời cơ, Thẩm Tu Biển lập tức quát lên, Phạm lão đầu, ngươi giống cái gì giống. Diệp tiểu hữu là tới ta Thẩm gia làm khách, đây cũng không phải là chúng ta Thẩm gia đạo đãi khách, ngươi cho ta đi sang một bên. Thẩm Tu Biển thái độ chuyển biến, này làm cho Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc là càng thêm bị hồ đồ rồi. Chương 2562, khuyên bảo. Đây là muốn náo loại nào? Đây là muốn làm gì? Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc nghi hoặc nhìn Thẩm Tu Biển. Thẩm Tu Biển tại hít thật sâu một hơi sau, vị Diệp tiểu hữu này tuổi tác tại khoảng 30 tuổi. Hắn tận lực khiến được chính mình giọng nói chuyện bình tĩnh, nhưng tiếng nói của hắn vẫn có một ít run rẩy ở bên trong. Thẩm Tu Biển câu nói này nói ra khỏi miệng sau đó khởi điểm Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc chả chưa kịp phản ứng. Bọn hắn cho rằng là lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề, nhưng tại xác thực đã định chưa nghe lầm sau đó đôi thầy trò này là trong nháy mắt ngây người như phỗng, có thể không tới đây sao bỗng nhiên kinh hãi sao. Một cái khoảng 30 tuổi thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, nói ra chỉ sợ chỉ sẽ bị người cho rằng một chuyện cười nghe một chút. Thế nhưng... phá huyễn mắt tuyệt đối không có nhìn lầm, đây là Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc đều biết sự tình, hai người bọn họ không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn hiện tại cũng đã minh bạch Diệp Thần Phong tại sao phải che giấu hơi thở rồi. Thẩm Đình Ngọc ở chính giữa giới cũng coi như là thiên tài rồi, thực lực của nàng tại nửa bước thần vương tầng thứ, bởi vì nàng rất nhiều tinh lực đều tiêu vào chế thuốc bên trên, ở chính giữa giới bên trong đỉnh cấp thiên tài, tu vi rất nhiều đều chân chính bước vào thần vương. Nhưng cùng trước mắt Diệp Thần Phong so với, quả thực là một cái thiên hòa một chỗ khác biệt. Đầu tiên Diệp Thần Phong thực lực có thần đế cảnh sơ kỳ rồi, mà bên trong giới ngưu nhất tách ra thiên tài cũng thực lực cũng không có vượt qua thần vương cảnh. Thứ yếu Diệp Thần Phong mới khoảng 30 tuổi, bên trong giới những thiên tài đó bao nhiêu tuổi? Cho dù còn trẻ nhất cũng phải mấy trăm tuổi đến mấy ngàn tuổi không đợi. Giữa hai người này có khả năng so sánh sao? Thẩm Đình Ngọc trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục,
người đối Diệp Thần Phong hứng thú đột nhiên tăng cường, con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong. Phạm Thiên Vinh cũng không có đến hội là kết quả như thế, hắn lần thứ nhất muốn chủ động thu đồ đệ, dĩ nhiên sẽ là như thế một cái thiên tài tu luyện. Vẻn vẹn dùng thiên tài cái từ này để hình dung Diệp Thần Phong, cũng quá đơn bạc vô lực rồi. Có thể nói không có gì từ ngữ có thể hình dung Diệp Thần Phong như thế, kiểu như châu bò đích thiên phú rồi. Thẩm Tu Biển một mặt cười ha hả đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hắn thu liễm lên bên trong thân thể thật khí thế, hoàn toàn như là một người xúc vô hại lão đầu. Hắn nói ra, Diệp Tiểu Hữu, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ thay người bảo mật, lão đầu tử ta lấy võ đạo chi tâm phát thệ. Phàm là lấy võ đạo chi tâm phát thệ, liền tất cần phải tuân thủ, giống như đổi ý, phát thệ lòng người tính sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí sẽ sinh ra tâm ma. Bởi vậy có thể thấy được Thẩm Tu Biển ngược lại cũng đúng là một cái quyết đoán người, hắn xem phi thường xem trọng Diệp Thần Phong, hắn dự định cùng Diệp Thần Phong kéo kéo quan hệ rồi. Phạm Thiên Vinh thu hồi lửa giận lúc trước, hắn đồng dạng lấy võ đạo chi tâm phát thệ, sẽ giúp Diệp Thần Phong bảo thủ ở bí mật. Cuối cùng Thẩm Đình Ngọc là theo chân lấy võ đạo chi tâm tuyên thề. Diệp Thần Phong nhìn thấy đối phương biểu đạt ra tới thiện ý, hắn là khẽ gật đầu, một bên Long Cao Nguyên cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đối với tu vi không cách nào ẩn giấu, Diệp Thần Phong cũng không quá coi là chuyện to tát, trải qua lúc trước ở chung, hắn phán đoán Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc đáng giá kết giao hướng về, mà này Thẩm Tu Biển cũng dùng hành động để nói rõ, sẽ không đối với hắn Diệp Thần Phong có những gì ác ý. Chính là hạng người gì giao dạng gì bằng hữu, Thẩm Tu Biển nếu có thể trở thành bạn của Phạm Thiên Vinh. Làm người cũng hẳn là không sai. Diệp Thần Phong đem thần đế cảnh sơ kỳ chân thực khí tức phóng thích ra ngoài, hắn nói ra cảm tạ các vị rồi, ra khỏi nhà. Ta không thể không đề phóng nhất hạ. Thẩm Tu Biển nói ra, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đều lý giải, nếu không phải lão phu tu luyện phá huyễn mắt, lần này vẫn đúng là cũng bị ngươi cho lừa đảo được rồi. Đây đối với lão phu ta tới nói nhưng muốn trở thành cả đời tiếc nuối. Diệp Tiểu Hữu, người bằng chừng ấy tuổi có thể nắm giữ thực lực như vậy, quả thực để lão phu ta bội phục, Tiểu Hữu ngươi về sau chả tiếp tục che giấu hơi thở, này thần nguyên giới cũng không yên ổn. Về sau Tiểu Hữu có thể coi Thẩm gia là làm nhà của chính mình, nếu như không chê. Tiểu Hữu có thể gọi ta một tiếng lão ca, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Diệp Thần Phong không phải một cái giả mồm cãi láo loại người. Hắn đến bên trong giới yêu cầu bản thổ thế lực trợ giúp, như vậy hắn mới có thể càng nhanh hơn hiểu rõ bên trong giới, tìm được lão Bạch cùng lão Hắc tung tích, hắn gật đầu kia phiền toái Trầm lão ca rồi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong không làm bộ dáng dấp, Thẩm Tu Biển cười ha hả nói, không phiền phức, không phiền phức, Kim Thiên lão đệ ngươi tới đến ta Thẩm gia, ta nhất định phải hảo hảo cùng lão đệ ngươi uống thượng mấy chén rượu. Bằng không lão ca ta nhưng hội băn khoăn. Một bên Thẩm Đình Ngọc nhìn thấy chính mình lão tổ cùng Diệp Thần Phong lão ca lão đệ tương xứng, người khuôn mặt lộ ra một vệt làm thần sắc không tự nhiên. Phạm Thiên Vinh khi biết Diệp Thần Phong thực lực sau, hắn ngược lại cũng đứt đoạn mất thu Diệp Thần Phong làm đồ đệ ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong tuyệt đối là toàn tâm toàn ý đi tới con đường tu luyện thiên tài. Hắn cũng đồng dạng không cho là Diệp Thần Phong hôm nay là luyện dược sư rồi. Dù sao 30 tuổi đến thần đế cảnh sơ kỳ, này đã thuộc về là một cái thần thoại, lúc trước Diệp Thần Phong nhất định là một lòng một ý nhào vào trên việc tu luyện. Đối với trước đó Thẩm Đình Ngọc đối Diệp Thần Phong thử thách, Diệp Thần Phong có thể nói ra các loại tên linh thảo, cùng với hắn và hỏa diễm thân hòa lực, điều này nói rõ Diệp Thần Phong khả năng đối luyện thuốc cảm thấy rất hứng thú. Phạm Thiên Vinh nói ra, Diệp Tiểu Hữu, trước đó ta còn muốn đem ngươi lĩnh tiến luyện dược sư một đường đây. Bây giờ ta muốn khuyên ngươi không cần đối luyện thuốc cảm thấy hứng thú, cũng không cần liên quan đến bất kỳ chế thuốc sự tình rồi, như vậy chỉ biết phân tán tinh lực của ngươi, ta rõ ràng chế thuốc cần có tinh lực, ngươi chuyên tâm tại trên con đường tu luyện, một ngày nào đó hội trèo lên đỉnh. Thẩm Tu Biển cũng khuyên, Diệp lão đệ, này Phạm lão đầu tính tình cổ quái, hắn lời này ngược lại là nói không sai, lấy tu luyện của ngươi thiên phú, chuyên tâm đi một con đường mới là đường ngay. Không nên nghĩ bước vào luyện dược sư hàng ngũ. Nói hiểu rõ một chút, luyện dược sư cũng còn không phải là vì cường giả phục vụ sao. Chỉ cần lão đệ ngươi không ngừng tăng cao thực lực, thiên hạ có cái nào tên luyện dược sư dám cãi lời mệnh lệnh của ngươi.
Nghe Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Tu Biển khuyên bảo, Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ cười cười, hắn muốn giải thích một chút, nhưng có một số việc càng giải thích càng phiền toái, liền dứt khoát theo bọn hắn đi thôi. Chí Tôn luyện dược sư sự tình về sau chậm rãi lại nói. Diệp Thần Phong gật gật đầu, được, ta sẽ không muốn nữa. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đồng ý, Thẩm Tu Biển cùng Phạm Thiên Vinh là thỏa mãn cười cười. Một bên Long Cao Nguyên ở trong lòng đau khổ không ngớt, hắn nhưng là biết Diệp Thần Phong là Chí Tôn luyện dược sư, hắn hầu như có thể tưởng tượng đến về sau bọn hắn biết Diệp Thần Phong thân phận sau biểu lộ rồi, khuyên bảo một cái Chí Tôn luyện dược sư không nên bước vào luyện dược sư hàng ngũ. Chuyện này quả thật là một cái khiến người ta cười đến rụng răng sự tình a hát. Diệp lão đệ, những lời khác ta cũng không nhiều lời rồi, đi, lão ca ta cho ngươi bày tiệc mời khách. Thẩm Tu Biển tâm tình không tệ nói ra. Hắn rõ ràng Diệp Thần Phong tiềm lực, chỉ cần Diệp Thần Phong tiếp tục trưởng thành, bọn hắn Thẩm gia cùng Diệp Thần Phong duy trì tốt quan hệ, tương lai Thẩm gia tuyệt đối là phải đi đại vận. Chương 2563, mạnh mẽ uy năng. Diệp Thần Phong sự tình chỉ có Thẩm Tu Biển, Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc biết. Liền ngay cả hôm nay Thẩm gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Thẩm Đình Ngọc cũng tạm thời được mông tại Liễu Cổ Lý. Thẩm Tu Biển vì Diệp Thần Phong chuẩn bị một cái tư nhân tiệc đón gió, hơn nữa tiệc đón gió là ở hắn chỗ ở cử hành. Tại Thẩm gia bên trong, Thẩm Tu Biển chỗ ở chính là cấm địa, tại không có được đồng ý của hắn dưới, không có ai có thể trực tiếp tiến vào, liền ngay cả Thẩm gia bây giờ gia chủ cũng không được, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối Diệp Thần Phong có trọng thị bao nhiêu rồi. Tiệc đón gió mỗi một đạo thức ăn đều cực kỳ tinh xảo, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là phi thường chân quý, tại toàn bộ bên trong giới bên trong, không phải là người nào cũng có thể ăn được bực này nguyên liệu nấu ăn làm ra thức ăn. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần Phong cùng Long Cao Nguyên về tới trong nhà, nguyên bản Thẩm Tu Biển muốn giúp bọn họ đổi một cái nơi ở. Bất quá, được Diệp Thần Phong cho Uyển Ngôn cự tuyệt rồi, nghỉ ngơi ở đâu không phải ở. Hắn cũng không có như thế lập dị. Tại trở về nơi ở sau đó Diệp Thần Phong lập tức đi vào phòng bên trong, hắn muốn đi vào bên trong tiểu thế giới nhìn xem tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tu luyện thành công Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn. Tuy nói Thẩm Tu Biển đối với bọn họ biểu đạt ra thiện ý, thế nhưng nơi này dù sao cũng là Thẩm gia địa bàn, hắn hỗn độn nhẫn bí mật vẫn là không thích hợp bị người biết rõ. Cho nên chỉ có thể trước hết để cho Long Cao Nguyên ở bên ngoài thay hắn đem canh chừng. Tiến vào phòng trong Diệp Thần Phong, hắn lập tức tiến vào bên trong tiểu thế giới. Lần này kèm theo thực lực tăng lên tới thần đế cảnh sơ kỳ, trong tiểu thế giới diện tích là mở rộng càng gia tăng, linh khí trong đó cũng càng phát nồng nặc, thậm chí cùng bên trong giới so với cũng không kém là bao nhiêu rồi. Trước đó đem Phong Vô Cực cùng hỗn độn ưng sư bọn hắn thu nhập bên trong tiểu thế giới. Hỗn độn ưng sư vẫn còn trong lúc chữa thương, tin tưởng lấy nó năng lực hồi phục, hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục như cũ. Diệp Thần Phong cẩn thận cảm ứng trong tiểu thế giới biến hóa. Thân là trong tiểu thế giới chúa tể, toàn bộ tiểu thế giới toàn bộ tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn cảm giác được bên trong tiểu thế giới lại tăng thêm không ít thiên tài địa bảo. Nhưng hắn bây giờ đã là thần đế cảnh sơ kỳ thực lực. Có thể trợ giúp hắn một lần đột phá đến thần đế cảnh trung kỳ thiên tài địa bảo. E sợ cũng không nhiều rồi. Còn nữa, Diệp Thần Phong mới vừa vặn đột phá đến thần đế cảnh sơ kỳ, hắn phải cần một khoảng thời gian củng cố, không thể mù quáng muốn đi lên đột phá, cho nên hắn không vội đi đem trong tiểu thế giới xuất hiện thiên tài địa bảo lần lượt kiểm tra, hắn hiện tại càng cảm giác hứng thú là xem có thể hay không lĩnh ngộ ra Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn. Tu luyện không thể nghi ngờ là củng cố thực lực biện pháp tốt nhất một trong tu luyện thực lực nhất định sẽ trở nên càng ngày càng vững chắc. Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tam ấn, đã là ngũ tinh bí pháp bên trên đỉnh cấp bí pháp rồi, nếu quả như thật có đệ tứ ấn lời nói. Như vậy chẳng phải là muốn vượt qua đỉnh cấp bí pháp phạm vi. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy tư thời điểm, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa thân ảnh xuất hiện. Tại Diệp Thần Phong vừa mới tiến vào tiểu thế giới thời điểm, này ba tên tiểu gia hỏa liền cảm ứng cảm giác đã đến dị thường, khả năng Diệp Thần Phong là phụ thân bọn hắn nguyên nhân, bọn hắn có một loại đặc thù cảm giác. Lần nữa nhìn thấy này ba tên tiểu gia hỏa, Diệp Thần Phong là không thể không cảm thán, mỗi một lần gặp mặt,
bọn hắn đều có được biến hóa khác nhau. Nhớ rõ lần trước, này ba tên tiểu gia hỏa thực lực tăng lên tới thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Mà bây giờ này ba tên tiểu gia hỏa thực lực toàn bộ tại nửa bước thần vương tầng thứ, bởi vì huyết mạch xuyên cớ. Diệp Thần Phong lần này đột phá đến thần đế cảnh sơ kỳ, tự nhiên là lại cho này ba tên tiểu gia hỏa đã mang đến cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn, trực tiếp để ba người bọn hắn tu vi tiêu thăng đến nửa bước thần vương. Đây căn bản là để người bên ngoài ước ao không đến. Đồng thời Diệp Thần Phong bên người người thân, lần này đương nhiên cũng dồn dập tăng lên không ít thực lực, bất quá, này ba tên tiểu gia hỏa vẫn là thu hoạch nhiều nhất. Như thế thí điểm lớn nửa bước thần vương cường giả, nói cách khác này ba cái giám hài thực lực và Thẩm Đình Ngọc tương đương, nếu để cho Thẩm Đình Ngọc biết con trai của Diệp Thần Phong cùng con gái đều cùng người tương đương, e sợ người cần phải muốn buồn bực không có gì để nói. Dỗ một hồi này ba tên tiểu gia hỏa, sau đó Diệp Thần Phong để cho bọn họ ngoan ngoãn ngốc ở một bên, hắn hiện tại bức thiết muốn biết Long Thần Phiên Thiên Ấn đến cùng có thể hay không tu luyện ra đệ tứ ấn. Này ba tên tiểu gia hỏa phi thường hiểu chuyện, bọn hắn biết mình ba ba yếu tu luyện, bọn hắn vội vã đến một bên đi chơi đùa. Long Thần Phiên Thiên Ấn tổng cộng chia làm vì ba ấn. Một ấn nhưng phiên hải. Hai ấn nhưng hám địa. Ba ấn khả phá thiên. Theo Long Cao Nguyên nói tới Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn. Chính là đêm này ba ấn dung hợp được. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, từ từ tại trong đầu bắt đầu diễn luyện. Muốn đêm này ba ấn dung hợp được, nhìn như ung dung, kỳ thực vô cùng khó khăn. Này ba ấn có thể nói đều là độc lập bí pháp, muốn đem độc lập bí pháp dung hợp, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được, huống chi đây là Long tộc bí pháp. Tại trong đầu diễn luyện sau mấy tiếng, Diệp Thần Phong cảm thấy hay là trước động thủ thử một lần lại nói, một mực tại trong đầu diễn luyện cũng không hội có kết quả gì. Kết quả là, Diệp Thần Phong thủ trưởng lập tức bắt đầu trở mình quay vòng lên, bàn tay phải của hắn thượng là khí thế liên tục, rất nhanh sẽ đem đệ nhất ấn uy năng ngưng tụ rồi. Bất quá, hắn không có đem đệ nhất ấn thả ra ngoài, mà là tại đệ nhất ấn trên cơ sở, hắn bắt đầu ngưng tụ đệ nhị ấn. Đang ngưng tụ đệ nhị ấn thời điểm, bàn tay hắn thượng uy năng càng lúc càng lớn, có một loại rời non lấp biển xu thế. Trên mặt hắn biểu lộ cũng bắt đầu trở nên đau khổ, hắn cắn răng cắn chặt, theo đệ nhị ấn tại đệ nhất ấn thượng chồng chất, bàn tay phải của hắn bên trên có một loại cực hạn đau đớn, loại này đau đớn làm kịch liệt, khiến hắn cảm giác chỉnh bàn tay thật giống không phải hắn như thế. Nhưng hắn không quan tâm loại này đau đớn. Hắn không ngừng thanh đệ nhị ấn hướng về đệ nhất ấn bên trong dung hợp, tại đệ nhị ấn dung hợp tiến đệ nhất ấn bên trong một nửa thời điểm. Diệp Thần Phong cảm giác trên bàn tay uy năng hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi, một loại năng lượng yếu tại trên bàn tay của hắn thả ra ngoài, hắn căn bản là không khống chế được. Một tiếng. Diệp Thần Phong không kịp đưa bàn tay thượng uy năng thả ra ngoài, tất cả uy năng tập trung vào bàn tay của hắn bên trên rồi. Chỉ thấy hắn chỉnh chỉ bàn tay phải là trong nháy mắt máu thịt be bét, tiên huyết liên tục từ trên bàn tay của hắn nhỏ xuống, hắn chỉnh bàn tay toàn bộ được tiên huyết thấm ướt. Phải biết bây giờ Diệp Thần Phong chính là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, mà cơ thể hắn cường độ càng là bước vào thần đế cảnh hậu kỳ, đủ để cùng thần đế cảnh hậu kỳ cường giả so sánh rồi. Vừa vặn tại uy có thể không khống chế được địa lúc, hắn đúng lúc hướng về trên bàn tay đã làm xong phòng ngự. Nhưng tại phòng ngự của hắn cùng nhục thân cường độ dưới, hắn chỉnh chỉ bàn tay phải lại vẫn biến thành cái bộ dáng này. Bởi vậy có thể thấy được trong này uy năng cường đại rồi, này vẫn không có dung hợp đệ nhất ấn cùng đệ nhị ấn đây. Giống như là triệt để dung hợp đệ nhất ấn cùng đệ nhị ấn, e sợ uy năng còn đem sẽ trở thành lần bay lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2564, rèn luyện. Diệp Thần Phong nhìn xem máu thịt be bét bàn tay phải. Trước đó tiêu hao thần huyết, mấy ngày nay lại khôi phục một điểm, hắn thi triển một lần bất tử kim thân, trực tiếp đem trên tay phải thương thế cho hoàn toàn khôi phục rồi. Xem ra muốn tu luyện ra Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn, này nhưng cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, trống trơn là này đệ nhất ấn cùng đệ nhị ấn dung hợp liền gian nan như thế, chớ nói chi là phải đem ba ấn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau rồi. Hơn nữa bàn tay của hắn chịu không được như vậy uy năng, hắn nhất định muốn tăng lên trên bàn tay nhục thân cường độ.
Nếu như là phải đem toàn thân nhục thân cường độ đồng thời tăng lên, như vậy e sợ hội cực kỳ khó khăn, dù sao hắn bây giờ nhục thân đã là thần đế cảnh hậu kỳ, lên trên nữa lời nói, vậy coi như là thần đế cảnh đỉnh phong nhục thân rồi. Nhưng, nếu như chỉ là tăng lên cục bộ nhục thân cường độ đây, cũng tỉ như chỉ tăng lên hai bàn tay nhục thân cường độ, như vậy có thể hay không dễ dàng một chút. Nếu đã được biết đến Long Thần Phiên Thiên Ấn bên trong khả năng có đệ tử ấn, như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bây giờ vấn đề lớn nhất là phải như thế nào tăng lên hai bàn tay thượng nhục thân cường độ. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là một nan đề. Đối với nơi xa ba tên tiểu gia hỏa nói một tiếng, hắn chuẩn bị rời đi tiểu thế giới đi hỏi một chút Long Cao Nguyên ý kiến. Này ba tên tiểu gia hỏa cũng muốn cùng theo một lúc đi ra ngoài, lần này được Diệp Thần Phong cự tuyệt, nơi này là thần nguyên giới, ba người bọn hắn ra ngoài có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng này ba tên tiểu gia hỏa chỉ có thể rầu rĩ, không vui tiếp tục lưu lại bên trong tiểu thế giới. Từ tiểu thế giới bên trong đi ra ngoài Diệp Thần Phong, hắn lập tức đi ra khỏi phòng, hắn đem mình nghi hoặc hỏi một cái Long Cao Nguyên. Long Cao Nguyên cau mày nói ra, tộc trưởng, muốn đơn thuần tăng lên trên bàn tay nhục thân cường độ, cái này xác thực muốn so tăng lên toàn thân nhục thân cường độ yếu đơn giản một ít, bất quá, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Tại Diệp Thần Phong khổ não thời điểm, Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc đi tới trong nhà, nhìn thấy Diệp Thần Phong cau mày dáng dấp, Phạm Thiên Vinh hỏi, tiểu hữu, người đang vì sao việc buồn phiền? Phạm Thiên Vinh tuy nói tính tình cổ quái một điểm, nhưng hắn cũng không phải chết suy nghĩ, hắn cũng biết Diệp Thần Phong tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Cùng Diệp Thần Phong đi gần một ít chung quy không sai. Diệp Thần Phong thuận miệng nói một câu, ta tu luyện một môn bí pháp. Muốn tăng lên một cái trên bàn tay nhục thân cường độ. Nghe vậy, Thẩm Đình Ngọc đôi mắt đẹp sáng ngời, này chả không đơn giản, ta thẩm ra có một môn độc môn trưởng pháp, chính là yêu cầu bàn tay nhục thân cường độ, cho nên tại chúng ta thẩm ra có chuyên môn rèn luyện bàn tay địa phương, nếu như lão tổ biết người muốn rèn luyện bàn tay, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đồng ý, ta hiện tại rồi cùng lão tổ nói một chút. Thẩm Đình Ngọc lập tức dùng đưa tin ngọc bài liên hệ rồi lão tổ Thẩm Tu Biển. Đúng như dự đoán, tại nhận được đưa tin sau, Thẩm Tu Biển không bao lâu thời gian, hắn liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong nhà, cười nói, lão đệ, xem ra ngươi còn không thanh lão ca ta làm người nhà a hát. Có chuyện gì khó xử cùng với ta nói, chỉ cần ta thẩm ra có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Nếu thẩm ra vừa vặn có rèn luyện bàn tay địa phương, như vậy Diệp Thần Phong cũng không kiểu cách nữa, phiền phức lão ca rồi. Này là được rồi mà, ngươi yên tâm, lão ca ta đã giúp ngươi dọn bãi rồi, không có ai sẽ tới quấy rầy đến giả đệ ngươi. Thẩm ra rèn luyện bàn tay địa phương tên là Mưa Gió Cốc. Giờ khắc này, nguyên bản tại Mưa Gió trong cốc tu luyện thẩm ra đệ tử, bọn hắn toàn bộ tạm thời rời khỏi Mưa Gió Cốc. Bọn hắn từng cái châu đầu ghé tai. Ngươi nói lão tổ đây là muốn làm gì? Tạm thời ra lệnh phải đem Mưa Gió Cốc dọn bãi. Ta xem tám thành chúng ta thẩm ra đến rồi đại nhân vật cần dùng đến Mưa Gió Cốc, bằng không lấy lão tổ tính khí, hắn tuyệt đối sẽ không dọn bãi. Chẳng lẽ nói là thượng giới người đến? Những kia đi ra Mưa Gió Cốc đệ tử là dồn dập nghị luận. Rất nhanh Mưa Gió Cốc chu vi liền đi không có bất kỳ một tên thẩm ra đệ tử. Chính lúc này, Thẩm Tu Biển cùng Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới Mưa Gió Cốc lối vào. Diệp Thần Phong cùng đi theo tiến Mưa Gió trong cốc. Bên trong cốc này thỉnh thoảng có gió thổi qua, giữa bầu trời thỉnh thoảng hội tung bay trời mưa tích, bên ngoài rõ ràng là trời nắng. Tại cơn mưa gió này bên trong có từng gian nhà đá, Thẩm Tu Biển trực tiếp mang theo Diệp Thần Phong hướng về Mưa Gió Cốc nơi sâu xa nhất đi đến. Càng đi vào bên trong, có vẻ càng là sâu thẳm. Thẩm Tu Biển tại cuối cùng căn thứ tư nhà đá trước ngừng lại, tại đây gian thạch thất bên ngoài có khắc một cái đế chữ. Tại thẩm ra tất cả mọi người đều biết, mưa gió trong cốc càng đi vào bên trong, hắn bên trong thạch thất uy năng càng lớn. Đặc biệt là cuối cùng bốn giữa đế trong phòng, nếu như không phải thần đế cảnh cường giả muốn tại đế thất bên trong rèn luyện. Như vậy kết cục tuyệt đối là tự tìm đường chết. Thẩm Tu Biển dừng lại gian phòng này đế thất bên trong. Chính là bốn giữa đế thất bên trong uy năng yếu nhất. Thích hợp thần đế cảnh sơ kỳ người rèn luyện bàn tay.
Diệp Thần Phong vừa vặn là thần đế cảnh sơ kỳ thực lực, tại đây gian thạch thất bên trong rèn luyện vừa vặn thích hợp. Thẩm Tu Dung biển Diệp Thần Phong tiến vào này gian thạch thất bên trong, chỉ thấy toàn bộ nhà đá ngược lại là phi thường rộng rãi, ở thạch thất chính giữa để một cục đá to lớn, tại khối đá này mặt trên vừa vặn có hai bàn tay ấn vậy rãnh. Thẩm Tu biển nói ra, lão đệ, chỉ cần đem ngươi bàn tay để vào dấu bàn tay bên trong, ngươi hai bàn tay là có thể đạt được rèn luyện. Bất quá, có một chút lão ca ta phải nhắc nhở ngươi, tại mưa gió trong cốc rèn luyện bàn tay vô cùng thống khổ, đặc biệt là ngươi lần đầu tiên tới nơi này rèn luyện, sau đó nhưng tuyệt đối không nên thể hiện rồi. Diệp Thần Phong tùy ý gật gật đầu hướng về trung gian cự tảng đá lớn đi đến. Đứng ở Thẩm Tu Biển bên cạnh Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc, bọn hắn nhìn hướng Thẩm Tu Biển, trong đó Phạm Thiên Vinh hỏi, Trầm lão đầu, ngươi nói Diệp Tiểu Hữu có thể kiên trì thời gian bao lâu? Thẩm Tu Biển nhỏ giọng nói, e sợ thời gian sẽ không quá dài, phải biết lão đệ mới khoảng 30 tuổi, hắn bây giờ liền có thần đế cảnh sơ kỳ thực lực, cho nên hắn khẳng định không có thời gian tu luyện nhục thân, cơ thể hắn phải cùng tu vi như thế tại thần đế cảnh sơ kỳ. Này gian thạch thất chuyên môn là vì thần đế cảnh sơ kỳ cường giả rèn luyện bàn tay chuẩn bị, trong tình huống bình thường phổ thông thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, lần đầu tiên tới nơi này rèn luyện bàn tay, bọn hắn kiên trì không được 20 hô hấp. Phạm Thiên Vinh tán đồng gật gật đầu, hắn ngược lại là cũng cho rằng Thẩm Tu Biển nói không sai, Diệp Thần Phong hẳn là ở nơi này không kiên trì được quá lâu. Bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong chân thực nhục thân cường độ AH. Thẩm Tu Biển nhìn xem Thẩm Đình Ngọc, thanh âm hắn cực thấp, Đình Ngọc, về sau cùng ta lão đệ nhiều tiếp xúc một chút, các ngươi nhưng cũng là người trẻ tuổi, nếu như lão đệ nguyện ý về mặt tu luyện chỉ điểm ngươi một cái, như vậy tu vi của ngươi khẳng định cũng sẽ tăng nhanh như gió, có một số việc ngươi muốn chính mình hiểu được nắm chắc AH. Trước đây ngươi đều là lòng cao hơn trời, nhưng ta phải nói cho ngươi, ta đây vị lão đệ, coi như là thượng giới những thiên tài đó. Ở trước mặt hắn cũng căn bản không đáng chú ý. Chương 2565, đây cũng quá trâu rồi. Thẩm Đình Ngọc rõ ràng chính mình lão tổ ý tứ, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm đi tới cự tảng đá lớn trước Diệp Thần Phong, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Thần Phong lại đi đến cự tảng đá lớn trước sau, hắn nhìn xem trên hòn đá hai bàn tay ấn vậy rãnh, hắn đem chính mình là hai bàn tay, từ từ đặt tại rãnh bên trong. Khi hắn hai bàn tay đặt tại rãnh chi về sau, hắn cảm giác trong lòng bàn tay có một loại ấm áp tại sinh sôi, ngoài ra, không còn gì khác bất kỳ đặc thù cảm giác. Diệp Thần Phong biết này hòn đá trong khẳng định là bên trong có càn khôn, từ đầu đến cuối không có thả lỏng cảnh giác, trong đầu thần kinh một mực nằm ở trạng thái căng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt này to lớn hòn đá. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn cảm giác hai bàn tay thượng đột nhiên xuất hiện nhất cổ kình phong. Luồng kình phong này tập trung vào hắn hai bàn tay, theo thời gian trôi đi, đang điên cuồng xoắn bàn tay của hắn, dường như muốn đưa hắn hai bàn tay cho xé rách bình thường, nhưng Diệp Thần Phong nhục thân cường độ có thần đế cảnh hậu kỳ. Cái này nhà đá chỉ là cho thần đế cảnh sơ kỳ cường giả rèn luyện bàn tay, điểm ấy lực xoắn, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Tại kình phong y hệt lực xoắn hình thành sau đó tại Diệp Thần Phong bàn tay phía trên trong không khí, lại đang hình thành từng giọt giọt mưa rồi, những này giọt mưa tại hình thành sau đó nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong trên MU bàn tay nhỏ xuống đi. Giọt mưa tại nhỏ xuống tại Diệp Thần Phong trên MU bàn tay sau đó này làm cho hắn hiểu được ở nơi này rèn luyện bàn tay ý nghĩa. Chẳng trách nơi này gọi là mưa gió cốc rồi, nguyên tới nơi này là có mưa gió lực lượng. Nếu như là nhục thân cường độ chỉ có thần đế cảnh sơ kỳ người tu luyện, bọn hắn để bàn tay đặt tại này rãnh bên trong. Như vậy tại kình phong cắn giết dưới, bàn tay của bọn họ không tốn thời gian dài, rất nhanh sẽ trở nên da chóc thịt bong, lại có thêm này nhìn như bình thường không có gì lạ giọt mưa. Mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa cực hạn trọng lượng, thậm chí có thể đem bình thường thần đế cảnh sơ kỳ cường giả xương đều đập vỡ. Cùng này có thể thấy được. Cơn mưa gió này lực lượng uy năng rồi. Nhưng này gian thạch thất bên trong mưa gió lực lượng, đối với Diệp Thần Phong tới nói quá yếu, căn bản vô pháp đối bàn tay của hắn tạo thành tổn thương gì. Chớ nói chi là đối bàn tay của hắn đạt đến rèn luyện hiệu quả. 20 hô hấp đảo mắt đã trôi qua rồi. Vừa mới Thẩm Tu Biển đã đoán Diệp Thần Phong hẳn là kiên trì không được 20 hô hấp,
nhưng hôm nay đã sớm trải qua 20 hô hấp. Diệp Thần Phong trước sau như một người không có chuyện gì như thế, mà bàn tay của hắn tại mưa gió lực lượng dưới cũng bình yên vô sự. Này làm cho Thẩm Tu Biển, Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc sắc mặt khẽ thay đổi, chẳng lẽ nói bọn hắn tính toán sai Diệp Thần Phong nhục thân cường độ. Diệp Thần Phong nhục thân cường độ tại thần đế cảnh trung kỳ. Cũng chỉ có thần đế cảnh trung kỳ nhục thân cường độ, mới có thể tại đây gian thạch thất bên trong mưa gió lực lượng dưới dễ dàng như thế. Trầm lão đầu, ngươi nói chuyện gì thế này? Diệp Tiểu Hữu nhưng vượt xa khỏi ngươi dự đoán thời gian, hắn hai bàn tay nhục thân cường độ sợ không chỉ thần đế cảnh sơ kỳ rồi. Phạm Thiên Vinh ngưng lông mày nói ra. Thẩm Tu Biển trả lời, nào chỉ là hắn hai bàn tay, nhục thân cường độ tuy rằng dựa vào cảm giác là không đoán ra được, nhưng ta lão đệ thịt trên người thân khí tức làm đều đều. Cho nên nói, tuy rằng phán đoán không ra ta đây lão đệ cụ thể nhục thân cường độ, nhưng ta có thể khẳng định hắn hiện tại toàn thân nhục thân cường độ đều thuộc về cùng một cấp độ. Thẩm Đình Ngọc thấp giọng hỏi, lão tổ, ngài nói cơ thể hắn cường độ có phải hay không là thần đế cảnh trung kỳ? Thậm chí là thần đế cảnh hậu kỳ? Không đợi Thẩm Tu Biển trả lời, Phạm Thiên Vinh trước một bước cười một tiếng nói, nhà đầu, ngươi cho rằng nhục thân cường độ là dễ dàng như vậy tăng lên. Đặc biệt là đã đến thần đế cảnh, ngươi hỏi một chút Trầm lão đầu. Thẩm Tu Biển cười khổ nói, Phạm lão đầu nói không sai, vẻn vẹn là trên bàn tay nhục thân cường độ, ta bây giờ nhưng vẫn là nằm ở thần đế cảnh trung kỳ, còn kém một bước mới có thể bước vào thần đế cảnh hậu kỳ cường độ, của ta đôi tay này rèn luyện lâu như vậy. Cũng không cách nào bước vào thần đế cảnh hậu kỳ nhục thân cường độ, huống chi ta lão đệ thực lực mới thần đế cảnh sơ kỳ, cơ thể hắn cường độ tuyệt đối không thể nào là thần đế cảnh hậu kỳ. Có thể bước vào thần đế cảnh trung kỳ. Đây đã là không được sự tình rồi. Một bên Long Cao Nguyên vẫn đứng không có mở miệng. Thẩm Đình Ngọc cảm thấy lão tổ nói có đạo lý, bởi vậy đồng thời, Diệp Thần Phong đem bàn tay của chính mình rời đi, hắn đi tới Thẩm Tu mặt biển trước, nói ra, nơi này rèn luyện hiệu quả có phần yếu. Thẩm Tu Biển cười ha ha, lão đệ, ta là thật không có nghĩ đến, cơ thể ngươi cường độ đã vượt qua thực lực bản thân, tại thần đế cảnh bên trong. Muốn tăng lên nhục thân cường độ, này muốn so đơn thuần tăng cao tu vi đều phải khó khăn. Lão đệ người quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Đi, lão ca dẫn người đi chuyên môn vì thần đế cảnh trung kỳ người tu luyện rèn luyện bàn tay nhà đá. Thẩm Tu Biển trực tiếp cho rằng Diệp Thần Phong nhục thân cường độ là thần đế cảnh trung kỳ rồi. Diệp Thần Phong không muốn chậm trễ thời gian nữa rồi. Căn cứ hắn vừa vặn trải nghiệm kết quả. Thần đế cảnh trung kỳ người tu luyện rèn luyện bàn tay nhà đá, khẳng định cũng không cách nào thỏa mãn hắn rèn luyện yêu cầu, hắn trực tiếp nói, có thể trực tiếp đi thần đế cảnh hậu kỳ rèn luyện bàn tay địa phương, ta bây giờ nhục thân cường độ tại thần đế cảnh hậu kỳ. Nếu lựa chọn ở nơi này rèn luyện bàn tay, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có cần thiết giấu giếm rồi, dù sao sẽ bị Thẩm Tu Biển các loại người biết sự chân thật của hắn nhục thân cường độ. Nghe vậy. Thẩm Tu Biển dưới chân bước chân dừng lại, hắn lão nụ cười trên mặt cứng ngắc lại mấy giây, mắt hắn vi vi trừng lớn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hỏi, lão đệ, ngươi không có tại cùng ta đùa giỡn. Diệp Thần Phong đem cả người khí thế chế trụ rồi, toàn thân chỉ để lại nhục thân cường độ, hắn đưa bàn tay nắm thành quả đấm đưa ra ngoài, lão ca không tin, có thể cảm thụ một chút. Thẩm Tu Biển cũng chế trụ khí thế, chỉ để lại nhục thân cường độ. Hắn bây giờ nhục thân cường độ tại thần đế cảnh trung kỳ, mà hắn hai bàn tay đã sắp yếu tiếp cận thần đế cảnh hậu kỳ nhục thân cường độ rồi. Diệp Thần Phong tối thiểu có thần đế cảnh trung kỳ nhục thân cường độ, cho nên nếu như vẻn vẹn là so đấu nhục thân cường độ, cho dù Thẩm Tu Biển sử xuất toàn lực, cần phải cũng không đả thương được Diệp Thần Phong. Tại không có như vậy bận tâm sau đó Thẩm Tu Biển hướng về Diệp Thần Phong quả đấm toàn lực vỗ ra một trường. Một trường này là thuần túy nhục thân cường độ. Một tiếng. Bàn tay tiếp xúc được Diệp Thần Phong quả đấm, Thẩm Tu Biển cảm giác mình vỗ vào một tòa núi lớn bên trên, hắn trực tiếp được đẩy lui 5 bước, trên mặt là một trận kinh nghi bất định, lão đệ, cơ thể ngươi cường độ thật sự đã tới thần đế cảnh hậu kỳ. Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Một bên Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc cũng ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, đặc biệt là Thẩm Đình Ngọc. Vừa vặn Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Tu Biển từng giải thích tại thần đế cảnh thuần túy tăng lên nhục thân có khó khăn dường nào,
Hơn nữa Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Tu Biển đều cho rằng Diệp Thần Phong không thể nào là thần đế cảnh hậu kỳ nhục thân. Bây giờ Diệp Thần Phong lại là thứ thiệt thần đế cảnh hậu kỳ nhục thân cường độ, tại nhục thân cường độ thượng đã vượt qua Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Tu Biển. Này không khỏi cũng quá nghiêu một điểm đi. Chương 2566, cuối cùng một giữa đế thất. Tốt sau một hồi lâu. Thẩm Tu Biển, Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc mới từ từ phục hồi tinh thần lại. 30 tuổi liền đến thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa nhục thân cường độ lần đầu tiên đã tới thần đế cảnh hậu kỳ. Chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng, bọn hắn thật không biết Diệp Thần Phong rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Mang theo Diệp Thần Phong đi vào thứ hai đếm ngược giữa đế thất bên trong, nơi này chính là chuyên môn cho thần đế cảnh hậu kỳ cường giả rèn luyện bàn tay. Gian phòng này đế thất bên trong kết cấu cùng trước đó gian kia đế thất không có quá lớn khác biệt, ở chính giữa đồng dạng là để to lớn hòn đá, tại hòn đá trên cao nhất có hai bàn tay ấn vậy rãnh. Bố cục cùng lúc trước đế thất không có gì khác nhau, e sợ khác biệt lớn nhất ở chỗ trong rãnh uy năng rồi. Diệp Thần Phong không hề do dự chút nào, hắn trực tiếp đi tới cự tảng đá lớn trước, đem hai bàn tay đặt tại rãnh bên trong. Xa xa Phạm Thiên Vinh thấp giọng hỏi, Trầm lão đầu, lúc này ngươi đoán chừng một cái Diệp tiểu hữu, hắn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Thẩm Tu Biển chậm trì hoãn thần, nói ra, lần này ta nghĩ hẳn là sẽ không tính toán sai rồi, ta đây lão đệ nhục thân cường độ tại thần đế cảnh hậu kỳ, đây đã là chuyện khẳng định rồi. Gian phòng này đế thất bên trong uy năng đặc biệt nhằm vào thần đế cảnh hậu kỳ nhục thân, vừa vặn ta thể nghiệm qua ta đây lão đệ nhục thân rồi, hắn hẳn là có thể ở nơi này kiên trì 30 hô hấp đến 40 hô hấp khoảng chừng. Một bên Thẩm Đình Ngọc trong lòng kinh hô liên tục, đây đã là phi thường cao đánh giá rồi, người đối bốn giữa đế thất cũng có sự hiểu biết nhất định, đối với cái này giữa đế thất mà nói, vậy thần đế cảnh hậu kỳ nhục thân cường giả. Chỉ có thể kiên trì 15 cái hô hấp đến 20 hô hấp khoảng chừng. Mà Thẩm Tu Biển cho Diệp Thần Phong đánh giá lại là 30 hô hấp đến 40 hô hấp trong lúc đó. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Đem hai bàn tay đặt tại rãnh bên trong Diệp Thần Phong, hắn từ từ cảm nhận được lực xoắn hình thành, lúc này lực xoắn khiến hắn nhíu chặt mày, chỉ thấy tập trung vào hắn hai bàn tay thượng sức lực gió vậy lực xoắn thế tới hung hăng. Giống như một đầu lĩnh hung mãnh quái thú. Đang không ngừng cắn xé bàn tay của hắn. Chỉ thấy trên bàn tay của hắn nứt ra rồi từng đạo vết máu, tiên huyết bắt đầu từ vết máu bên trong tràn ra ngoài. Tại hắn bàn tay phía trên trong không khí lại tạo thành từng giọt giọt mưa, những này giọt mưa dày đặc đã rơi vào Diệp Thần Phong trên MU bàn tay. Hắn trên MU bàn tay xương bị nện xuất hiện từng cái lõm điểm, nhưng không có thể đem xương của hắn đập bể rồi. Lần lượt hô hấp trôi qua. Vừa vặn Diệp Thần Phong chủ động chịu đựng Thẩm Tu Biển một trường. Hắn cực hạn nhục thân cường độ căn bản không có phát huy ra. Cho nên, lần này Thẩm Tu Biển nhất định là lại một lần tính toán sai lầm. 40 hô hấp sớm đã qua. Trợn mắt hốc mồm Thẩm Tu Biển lắc đầu liên tục, nói ra, già rồi, xem ra ta đúng là già rồi, ta đây lão đệ chả thật là khiến người ta nhìn không thấu. Tại Thẩm Tu Biển tiếng nói hạ xuống xong. Diệp Thần Phong đem hai tay kéo ra đi ra, giờ khắc này hắn hai bàn tay nhìn như máu me đầm đìa, nhưng không có thương tổn vừa đến căn bản. Hắn cảm thấy lấy gian phòng này đế thất cường độ, vẫn là không cách nào đạt đến cho hắn rèn luyện bàn tay hiệu quả, hắn nhất định muốn càng mạnh rèn luyện lực lượng. Chỉ có dưới mãnh dược, hắn hai bàn tay nhục thân cường độ, này mới có thể hội bước vào thần đế cảnh đỉnh phong cường độ. Dù sao thần đế cảnh đỉnh phong nhục thân cường độ không phải là dễ dàng như vậy đến. Lão ca, không biết có còn hay không càng tăng mạnh hơn rèn luyện nhà đá. Diệp Thần Phong hỏi. Nhìn thấy bàn tay máu me đầm đìa, biểu lộ lại đặc biệt chăm chú Diệp Thần Phong, Thẩm Tu Biển suy tư một chút sau, cũng được. Ở nơi này còn có cuối cùng một gian thạch thất, chuyên môn cho thần đế cảnh cường giả đỉnh cao rèn luyện bàn tay, cho tới nay đều nằm ở đóng trạng thái. Dù sao tại chúng ta Thẩm gia không có thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, mạnh nhất cũng chỉ là lão phu ta. Thẩm Đình Ngọc liền vội vàng nói, lão tổ, ngài yếu mở ra cuối cùng một gian đế thất. Không phải nói cuối cùng một gian đế thất chỉ có một lần rèn luyện cơ hội sao? Chỉ cần dùng xong lần này rèn luyện cơ hội, gian kia đế thất chẳng khác gì là báo hỏng. Thẩm Tu Biển gật đầu nói, đúng vậy, là chỉ có một lần rèn luyện cơ hội.
nhưng ta này lão đệ yêu cầu, vậy hãy để cho hắn rèn luyện đi. Lão phu ta còn không biết sinh thời có thể hay không bước vào thần đế cảnh đỉnh phong đây. Lão đệ, ta nói người có thể coi Thẩm gia là làm nhà của chính mình, cuối cùng một gian đế thất chỉ có ta một người có thể mở ra, ta đây liền giúp ngươi mở ra cuối cùng này một gian đế thất. Diệp Thần Phong hiện tại làm cần muốn tăng lên bàn tay mình thượng nhục thân cường độ, chỉ có như vậy hắn mới có thể khống chế Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn, đem Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn tu luyện được. Bây giờ không phải là lập dị thời điểm, chân thành đối Thẩm Tu Biển nói ra, lão ca. Phần ân tình này ta nhận được, tương lai ngươi nhất định có thể đến thần đế cảnh đỉnh phong. Này bằng với là Diệp Thần Phong một phần hứa hẹn. Bây giờ là người mù cũng có thể thấy được Diệp Thần Phong tương lai to lớn tiềm lực. Nếu như Diệp Thần Phong có thể bước vào trong truyền thuyết vĩnh sinh cảnh, như vậy hắn phải giúp Thẩm Tu Biển tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong, này hẳn là sẽ không là việc khó gì. Dù sao bây giờ Thẩm Tu Biển đã là thần đế cảnh trung kỳ rồi, hơn nữa vô hạn tiếp cận ở thần đế cảnh hậu kỳ. Nghe thế câu hồ sau, Thẩm Tu Biển vui mừng cười cười, lão đệ, có ngươi câu nói này liền đủ rồi, đi thôi. Tại Thẩm Tu Biển dẫn dắt đi, mọi người đi tới cuối cùng một gian đế thất trước. Chỉ thấy cuối cùng một gian đế thất trầm trọng cửa đá động thật chặt, tại thạch môn cắn câu vẽ ra từng cái cùng cộng lại phức tạp trận pháp. Hơn nữa tại đây trong cửa đá chả thiết kế các loại cơ quan, nếu như có người muốn mạnh mẽ phá vỡ lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ nếm trải vị đắng. Thẩm Tu Biển trong lòng bàn tay xuất hiện một khối hình tròn ngọc bội, tại thạch môn thượng vừa vặn có một cái hình tròn rãnh, cùng này hình tròn ngọc bội lớn nhỏ bằng nhau. Đem hình tròn ngọc bội để vào rãnh bên trong, cả khối hình tròn ngọc bội tại rãnh bên trong xoay tròn. Chỉnh phiến dày nặng trên cửa đá tản ra hào quang chói mắt. Két, 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 nhỏ vụn âm thanh ở trong không khí vang vọng. Chỉ thấy chỉnh phiến cửa đá tự chủ chậm rãi mở ra. Thạch môn mở ra sau, một loại cho bụi cảm giác phả vào mặt, dù sao cuối cùng một gian đế thất, bình thường không biết đánh mở, liền ngay cả Thẩm Tu Biển cũng đã quên lần trước mở ra gian phòng này đế thất là lúc nào. Đoàn người các loại đi vào cuối cùng này một gian đế thất bên trong, bố cục cùng kết cấu vẫn cứ không có biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá, tại đây giữa đế thất chính giữa hòn đá, yếu so với trước kia đế thất bên trong trọn vẹn lớn hơn khoảng 5 lần. Tại đây lớn vô cùng trên hòn đá mặt, như cũ là có hai bàn tay ấn vậy rãnh. Một bên Thẩm Tu Biển nhắc nhở, lão đệ, gian phòng này đế thất bên trong mưa gió lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần, nói cách khác chỉ cần bàn tay của ngươi thoát ly rãnh, trong đó mưa gió lực lượng cũng sẽ chính mình tản đi, chính ngươi nắm chắc được rồi. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức miễn cưỡng, nơi này dù sao cũng là cho thần đế cảnh cường giả đỉnh cao rèn luyện địa phương. Chương 2567, thành công lên cấp. Đối với Thẩm Tu Biển tốt tâm nhắc nhở. Diệp Thần Phong là gật gật đầu, hắn tới nơi này cuối cùng một gian đế thất bên trong cự tảng đá lớn trước, hắn từ từ đem hai bàn tay của mình đặt tại hòn đá rãnh bên trong, chờ đợi mưa gió lực lượng hình thành. Thẩm Tu Biển cùng Phạm Thiên Vinh bọn người ở tại một bên nín thở, cuối cùng này một gian đế thất bên trong power tuyệt đối không phải đùa giỡn, cũng không biết Diệp Thần Phong có thể kiên trì bao lâu. Muốn đem hai bàn tay nhục thân cường độ, từ thần đế cảnh hậu kỳ tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong, đây tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, chỉ dựa vào một lần rèn luyện rất khó đến, cho nên trong lòng bọn họ cũng không cho là, Diệp Thần Phong dựa vào gian phòng này đế thất bên trong rèn luyện. Là có thể thuận lợi đem hai bàn tay nhục thân cường độ tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong. Tại Diệp Thần Phong hai bàn tay đặt tại trong rãnh sau đó nhất cổ sức lực gió vậy lực xoắn, chậm rãi bắt đầu tập trung vào hắn hai bàn tay lên, vừa mới bắt đầu lực xoắn, còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Theo thời gian từ từ chuyển rời, sức lực gió vậy lực xoắn, tại không ngừng mà tăng cường, Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn hai bàn tay thượng đột nhiên sụp ra từng đạo vết thương sâu tới xương, ấm áp tiên huyết trực tiếp từ trong vết thương phun ra tung tóe. Nơi này lực xoắn, căn bản là không tốn sức chút nào là có thể phá tan Diệp Thần Phong hai bàn tay thượng huyết nhục rồi. Diệp Thần Phong trong miệng hàm răng cắn chặt, từ hắn trên trán mơ hồ nổi lên gân xanh, bởi vậy có thể suy đoán ra hắn giờ phút này thống khổ. Tại trên bàn tay của hắn phương vũ lực lượng cũng bắt đầu tạo thành. Từng giọt giọt mưa ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, dày đặc hướng về Diệp Thần Phong trên mu bàn tay nhỏ xuống đi.
Tại giọt mưa từng giọt nhỏ xuống khi hắn trên MU bàn tay thời điểm, hắn khóe mắt không ngừng nhúc nhích, nơi này mỗi một giọt giọt mưa bên trong, ẩn chứa sức mạnh. Hoàn toàn không là trước kia đế thất bên trong giọt mưa có thể so sánh. Răng rác, răng rác, răng rác. Từng đợt tiếng xương vỡ vụn không ngừng ở trong không khí vang lên. Diệp Thần Phong hai bàn tay bên trong xương là nhanh nhanh gãy vỡ, mưa gió lực lượng phối hợp tập trung vào hắn hai bàn tay thượng, kịch liệt vô cùng đau đớn. Thúc đẩy hắn trong lỗ mũi không ngừng hít vào khí. Chính là tay đứt ruột sót, bây giờ hắn 10 ngón tay bên trong xương. Toàn bộ là được giọt mưa bên trong sức mạnh đập bể rồi. Cơn mưa gió này lực lượng không có đình chỉ xu thế, trái lại là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Diệp Thần Phong hai bàn tay máu me đầm đìa, giọt mưa thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn rồi. Lực xoắn không ngừng cuốn sạch lấy. Hắn hai bàn tay đã là không ra dáng tử rồi, nếu như tại tiếp tục như vậy, hắn hai bàn tay cần phải muốn biến thành hai quán thịt giữa không thể. Diệp Thần Phong trên người mồ hôi lạnh bốc lên, trong miệng hàm răng cắn được quá quấn rồi, từng tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Một bên Thẩm Tu Biển, Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc là nhíu chặt mày lên, liền ngay cả Long Cao Nguyên trong tròng mắt cũng tránh qua một vệt vẻ sầu lo. Diệp Thần Phong tuy nói có thể thi triển bất tử kim thân đến khôi phục bàn tay. Nhưng nếu như bây giờ thi triển bất tử kim thân trực tiếp khôi phục thương thế, chỉ sợ hắn liền sẽ dã tràng xe cắt rồi. Hắn nhất định muốn để hai bàn tay nhục thân cường độ bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Hắn nhất định muốn cắn răng kiên trì đi xuống, hắn yếu thu được sức mạnh, hắn yếu thu được chiến lực càng mạnh mẽ hơn, cho nên, hắn nhất định phải đem Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn cho tu luyện được. Thẩm Tu Biển không nhịn được mở miệng nói, lão đệ, không nên miễn cưỡng chính mình, muốn đưa bàn tay nhục thân cường độ, từ thần đế cảnh hậu kỳ tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong, đây không phải một lần là xong sự tình. Phạm Thiên Vinh cũng nói, không sai, tiểu hữu người bằng chừng ấy tuổi, có bực này tu vi và nhục thân, người đã là chưa từng có ai rồi. Người không cần nóng lòng nhất thời. Thẩm Đình Ngọc há hốc mồm, người muốn mở miệng khuyên can. Nhưng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao khuyên bảo rồi. Long Cao Nguyên ngược lại là có chút hiểu rõ chính mình vị tộc trưởng này, hắn biết hiện tại khuyên bảo, Diệp Thần Phong căn bản không nghe lọt. Quả nhiên, Diệp Thần Phong đối Thẩm Tu Biển lời khuyên của bọn hắn mắt điếc tai ngơ, hắn hai con máu me đầm đìa thủ trưởng đã là thê thảm không nỡ nhìn. Hai bàn tay xương toàn bộ được đập vỡ, huyết nhục cùng xương cũng cơ hồ là hỗn hợp lại với nhau. Cực hạn đau đớn kích thích hắn mỗi một cái thần kinh não bộ. Hắn không thể từ bỏ, bây giờ còn không phải buông tha thời điểm. Hắn cảm giác được chính mình hai con không ra dáng tử thủ trưởng, trong đó tại từng điểm phát sinh thay đổi nào đó. Chính lúc này, mưa gió lực lượng một lần nữa tăng lên. Diệp Thần Phong hai bàn tay yếu không chi giác, hắn yếu không cảm giác được chỗ đau, này đối với hắn mà nói có thể không là một chuyện tốt. Tại cảm giác sự tình không ổn thời điểm, mưa gió lực lượng dĩ nhiên lại đang chậm rãi giảm bớt. Xem ra khối này tảng đá lớn bên trong mưa gió lực lượng yếu tiêu hao hết, dù sao nơi này chỉ có thể sử dụng một lần. Tại mưa gió lực lượng yếu bớt thời điểm, Diệp Thần Phong nhìn thấy chính mình hai con thảm không nỡ nhìn trên bàn tay. Nổi lên một tầng đẹp mắt vầng sáng, này vầng sáng khi hắn hai bàn tay thượng nhộn nhạo ra. Tại vầng sáng sinh ra trong nháy mắt, hắn hai bàn tay thượng lập tức có một loại mát mẻ thoải mái dễ chịu cảm giác. Sát theo đó, vầng sáng biến thành tia sáng chói mắt, trong phút chốc đưa hắn hai bàn tay cấp bao quấn ở trong đó, hắn có thể cảm giác được nghiền ép nát bấy xương cùng huyết nhục, tại dùng một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Thẩm Tu Biển đám người nhìn thấy biến hóa này sau, ánh mắt của bọn họ trở nên có mấy phần ngốc trệ, kinh ngạc nhìn này một loạt biến hóa. Đột nhiên trong lúc đó, bao vây lấy Diệp Thần Phong bàn tay ánh sáng chán bỏ vào tối cực hạn, sau đó lại từ từ tiêu tán. Diệp Thần Phong hai bàn tay cũng một lần nữa hiện lên hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, hai tay của hắn trưởng hoàn hảo không chút tổn hại rồi, cả cái gì một đạo vết thương thật nhỏ cũng không có. Một loại trắng nõn ánh sáng lộng lẫy, khi hắn hai bàn tay thượng nổi lên, hai tay của hắn trưởng như cùng là trải qua trang trí đại sư tinh điêu tế trác, cùng trước đó xảy ra một loại vật chất thay đổi. Cho dù không đi trải nghiệm Diệp Thần Phong hai bàn tay bên trong sức mạnh, Thẩm Tu Biển bọn hắn cũng có thể đoán được,
bây giờ Diệp Thần Phong hai bàn tay e sợ thật sự có thần đế cảnh đỉnh phong nhục thân cường độ rồi. Này đối với bọn hắn tới nói quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thần Phong lại đang một lần rèn luyện sau, bàn tay nhục thân cường độ liền từ thần đế cảnh hậu kỳ tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong. Đây là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Diệp Thần Phong bàn tay từ cự tảng đá lớn rãnh thượng rút ra đi ra sau, chỉ thấy cả khối cự tảng đá lớn trong nháy mắt ra rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt. Chỉ thấy nghe ầm, một tiếng. Cả khối to lớn hòn đá trong nháy mắt nát tan nứt ra. Diệp Thần Phong đem hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cảm thụ trong bàn tay nhục thân cường độ, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Bây giờ hai bàn tay tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong nhục thân cường độ. Như vậy kế tiếp hắn yếu tu luyện ra Long Thần Phiên Thiên Ấn bên trong đệ tứ ấn, nên hơi chút khinh lỏng một chút rồi. Chương 2568, ta hay là có thể thử một thử. Lão đệ, ta nói cái gì cũng không nhiều lời rồi, ngươi xem như là để cho ta mở mang tầm mắt rồi. Thẩm Tu Biển trong đáy lòng là càng ngày càng đối Diệp Thần Phong tâm phục khẩu phục, như thế một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, tương lai đến sống mãi tỷ lệ lớn vô cùng. Lần này có thể để cho hai bàn tay nhục thân cường độ đến thần đế cảnh đỉnh phong, may mắn mà có Thẩm gia cuối cùng này một gian đế thất, Diệp Thần Phong xem như là thiếu nợ Thẩm gia một cái nhân tình, hắn từ trước đến giờ là tích thủy tri ân sẽ làm dũng tuyển tương báo tính cách. Một đám người rời khỏi đế thất, hướng về cốc đi ra ngoài thời điểm, Thẩm Tu Biển trên người đưa tin ngọc bài lấp lánh lên, hắn tại cảm giác được đưa tin ngọc bài bên trong đưa tin sau đó trên mặt hắn lập tức tràn trề lên nụ cười. Trong miệng tự nói, rốt cuộc gọp đủ, rốt cuộc tập hợp hết thảy thiên tài địa bảo rồi. Phạm Thiên Vinh hỏi, Trầm lão đầu, luyện chế đan dược thiên tài địa bảo toàn bộ gọp đủ. Đáng tiếc tại trong chúng ta giới không có chí tôn luyện dược sư, mà ta cái này cửu phẩm luyện dược sư cũng không giúp được quá lớn bề bộn. Nghe được Thẩm Tu Biển cùng Phạm Thiên Vinh hàm hồ đối thoại sau, Diệp Thần Phong hỏi, Thẩm gia yêu cầu luyện chế chí tôn đan dược. Thẩm Tu Biển thở dài. Hắn cực lực muốn lôi kéo Diệp Thần Phong, hắn không có ẩn giấu, nói ra, lão đệ, người có chỗ không biết rồi, yêu cầu chí tôn đan dược chính là ca ca của ta Thẩm Tu Thiên, tu vi của hắn sớm tại nhiều năm trước đã đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ. Thẩm Tu Biển chậm rãi đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nguyên lai tại rất nhiều năm trước, Thẩm Tu Biển ca ca Thẩm Tu Thiên đang đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ sau đó Thẩm gia liền có thể di chuyển đến thần nguyên giới thượng giới bên trong đi rồi. Bất quá, Thẩm gia phong cách hành sự từ trước đến giờ cẩn thận. Cho nên, Thẩm Tu Thiên một người đi trước thần nguyên giới thượng giới thăm dò đường, chuyến đi này chính là thời gian hơn một năm, đợi được Thẩm Tu Thiên lúc trở lại, trên người hắn vết thương chồng chất. Nhìn dáng dấp như là đang chạy trốn như thế. Thẩm Tu Thiên vừa về tới Thẩm gia, hắn chỉ nói mấy câu nói, hắn liền ngất đi. Từ đây lại cũng không tỉnh lại nữa, một mực nằm ở ngất trạng thái. Cho nên Thẩm gia đi hướng thượng giới tháng ngày xa xa khó vời, bọn hắn cũng không biết Thẩm Tu Thiên đến cùng ở thượng giới gặp chuyện gì. Thẩm gia vận dụng tất cả tài nguyên, muốn đem Thẩm Tu Thiên cứu tỉnh, cuối cùng tại cửu phẩm luyện dược sư Phạm Thiên Vinh kiểm tra xuống. Xác định chỉ có một loại chí tôn đan dược mới có thể cứu tỉnh Thẩm Tu Thiên, loại này chí tôn đan dược đan phương Phạm Thiên Vinh vừa vặn có, bất quá, hắn cấp bậc không đủ. Căn bản luyện chế không ra. Cho nên, Thẩm gia bắt đầu trước thu thập luyện chế loại này chí tôn đan dược thiên tài địa bảo rồi. Phải biết luyện chế chí tôn đan dược thiên tài địa bảo thập phần không tốt thu thập, Thẩm gia cũng hao phí nhiều năm, đã đến bây giờ rốt cuộc đem luyện chế đan dược hết thảy thiên tài địa bảo cho gọp đủ. Chỉ là tại bên trong giới căn bản không có người có thể luyện chế. Đang nghe xong Thẩm Tu Biển tự thuật sau đó Diệp Thần Phong là gật gật đầu, xem ra hắn cần thiết ra tay rồi, dù sao hắn thiếu nợ Thẩm gia một ân tình, hơn nữa Thẩm Tu Biển đối hắn không có nửa điểm ý niệm không chính đáng cùng ác ý. Thẩm Tu Biển đối với Phạm Thiên Vinh, nói ra, xem ra chỉ có chờ ta đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ, đã đến thượng giới sau. Lại đi cầu chí tôn luyện dược sư luyện chế đan dược. Phạm Thiên Vinh nhưng là không quá lạc quan, Trầm lão đầu, thượng giới chí tôn luyện dược sư tổng cộng không mấy cái, bọn hắn so với ta có thể ngạo khí hơn nhiều. Tự coi như ngươi đã đến thượng giới, chỉ sợ ngươi cũng không mời nổi chí tôn luyện dược sư, hơn nữa ngươi cũng không bỏ ra nổi để chí tôn luyện dược sư động tâm bảo vật. Nghe được Phạm Thiên Vinh lời nói sau,
Thẩm Tu Biển trong con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Thần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, hay là ta có thể thử một lần. Diệp Thần Phong nói làm đột ngột, Thẩm Tu Biển bọn hắn nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới Diệp Thần Phong yếu thử một lần cái gì. Dù sao bọn hắn không biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư. Lão đệ, ngươi muốn thử một lần cái gì? Thẩm Tu Biển hỏi. Diệp Thần Phong trả lời, thử một lần luyện chế chí tôn đan dược. Lời này vừa nói ra. Thẩm Tu Biển, Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc toàn bộ sững sờ rồi, mà một bên Long Cao Nguyên là bình tĩnh tự nhiên. Một lát sau. Lão đệ, ta biết ngươi muốn giúp ta. Lẽ nào ngươi vẫn là chí tôn luyện dược sư không được sao? Nói ra câu nói này, liền ngay cả Thẩm Tu Biển chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Diệp Thần Phong tuổi 30. Tu Vi liền đến thần đế cảnh sơ kỳ rồi, hơn nữa nhục thân cường độ đã vượt qua Tu Vi của hắn. Một người như vậy lẽ ra nên là thanh hết thảy tinh lực thả về mặt tu luyện. Chế thuốc nhưng là phải so với tu luyện càng thêm khô khan cùng khó khăn, cho dù Diệp Thần Phong dính tới chế thuốc, hắn lại sẽ là mấy phẩm luyện dược sư. Nhất phẩm, vẫn là nhị phẩm. Tại Thẩm Tu Biển tiếng nói hạ xuống xong. Diệp Thần Phong gật gật đầu, ta đích xác là một tên chí tôn luyện dược sư. Ta không đang nói đùa. Hả? Nhìn thấy Diệp Thần Phong bộ dáng nghiêm túc, bọn hắn có phần không biết làm sao rồi. Sớm tại trước đó Phạm Thiên Vinh đã từng khảo nghiệm qua một lần Diệp Thần Phong chế thuốc cấp bậc. Lúc đó không có đo đi ra, chỉ có chí tôn luyện dược sư mới có thể tránh thoát máy móc kiểm tra. Chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong đúng là chí tôn luyện dược sư? Phạm Thiên Vinh ở trong lòng suy đoán lên, nhưng lý trí nói cho hắn đây căn bản không thể nào. Diệp Thần Phong 30 tuổi đã là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, lẽ nào hắn còn có thể là chí tôn luyện dược sư sao? Chuyện này quả thật là hoang đường vô cùng sự tình. Bàn tay của hắn một phen. Nhất thời một lá bùa xuất hiện tại trong bàn tay của hắn. Đây là một loại tên là thử dược phù linh phù, coi như là chí tôn luyện dược sư cũng không cách nào tránh thoát thử dược phù kiểm tra. Bất quá, này thử dược phù là vật chỉ dùng được một lần. Hơn nữa không là tất cả phù sư đều có thể luyện chế ra tới, nhất định muốn chứa đựng thuộc tính đặc biệt phù sư mới có thể luyện chế ra đến. Cho nên, thử dược phù ở chính giữa giới cực kỳ ít có, cái này cũng là trước đó Phạm Thiên Vinh tại sao không có tại Diệp Thần Phong trên người lãng phí thử dược phù nguyên nhân, tại bây giờ Phạm Thiên Vinh trên người, hắn chỉ còn dư lại cuối cùng này một tấm thử dược phù. Diệp Tiểu Hữu đem bên trong cơ thể ngươi linh khí truyền vào tấm linh phù này bên trong. Chúng ta cũng không phải không tin tưởng ngươi, chỉ là chúng ta có chút không thể tin được. Đây chỉ là một chương thử dược phù, nếu như ngươi là nhất phẩm luyện dược sư, như vậy tại ngươi truyền vào linh khí sau đó thử dược phù hội lập tức nổ tung, ở trong không khí tạo thành một cái một chữ. Dùng này không ngừng loại suy, nếu như ngươi là cửu phẩm luyện dược sư, như vậy sẽ xuất hiện một cái chín chữ. Nếu như ngươi là chí tôn luyện dược sư lời nói. Như vậy tại lá bùa nổ tung sau đó ở trong không khí sẽ xuất hiện chí tôn hai chữ này. Khi nghe đến Phạm Thiên Vinh giải thích sau, Diệp Thần Phong tiện tay nhận lấy thử dược phù, đem linh khí trực tiếp truyền vào trong đó, lần này hắn không có ẩn núp cần thiết. Phạm Thiên Vinh, Thẩm Tu Biển cùng Thẩm Đình Ngọc khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, thẳng đến thử dược phù ầm một tiếng nổ tung, ở trong không khí hình thành vàng rực rỡ chí tôn hai chữ này. Bọn hắn thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại, phảng phất trên người được thi triển định thân thuật bình thường đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình rồi. Diệp Thần Phong đúng là chí tôn luyện dược sư. Một cái 30 tuổi chí tôn luyện dược sư. Chương 2569, luyện đan trước chuẩn bị. Tại 100% xác định Diệp Thần Phong chính là chí tôn luyện dược sư sau. Phạm Thiên Vinh lão đầu này hô hấp lập tức trở nên dồn dập, phải biết nguyên bản hắn bước vào chí tôn luyện dược sư xa xa khó vời, như có một tên chí tôn luyện dược sư nguyện ý chỉ điểm hắn, đối với hắn mà nói tuyệt đối có lợi ích to lớn. Con đường tu luyện đạt giả vi sư. Tại chế thuốc thượng cũng là giống nhau đạo lý, Diệp Thần Phong 30 tuổi là có thể đến chí tôn luyện dược sư, có thể thấy được hắn chế thuốc thiên phú và nội tình có sao kiểu như châu bò rồi. Tỉnh hồn lại Phạm Thiên Vinh, hắn một mặt kích động nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, phảng phất là nhìn thấy tuyệt thế bảo tàng bình thường sắc mặt đỏ lên một mảnh, bởi quá hưng phấn duyên cớ, thân thể đều run lên, Diệp Tiểu Hữu,
Không đúng, Diệp tiền bối, lão đầu ta mắt giả hoàng hoa, kính xin Diệp tiền bối không lấy làm phiền lòng. Phạm Thiên Vinh rất là cung kính hướng về Diệp Thần Phong cúc cung, tại chế thuốc giới nội, càng thêm coi trọng cấp bậc cao thấp. Cho nên, Phạm Thiên Vinh đối với xưng hô Diệp Thần Phong vì tiền bối, hắn cũng không có nửa điểm thần sắc không tự nhiên. Thẩm Đình Ngọc trong con ngươi xinh đẹp dị thải tỏa ra, trong lòng nàng là một loại cảm giác nói không ra lời, Diệp Thần Phong 30 tuổi tu vi có thể đến thần đế cảnh sơ kỳ, này đã lần đầu tiên sự tình rồi, hắn lại còn là chí tôn luyện dược sư, chuyện này quả thật là kiểu như châu bò vô pháp vô thiên. Mà Thẩm Tu Biển xác định Diệp Thần Phong chí tôn thân phận của luyện dược sư sau, trong lòng của hắn trong nháy mắt tràn đầy hy vọng, hắn kích động nói, lão đệ. Hô lên danh xưng này sau, Thẩm Tu Biển hơi dừng lại một chút, hắn hiện tại cảm giác mình thật không có tư cách làm Diệp Thần Phong lão ca rồi. Phải biết Diệp Thần Phong nhưng là chí tôn luyện dược sư. Lấy chí tôn luyện dược sư địa vị, tại toàn bộ bên trong giới có không ít thần đế cảnh trung kỳ cường giả, nguyện ý vì hắn đi theo làm tùy tùng, cũng có không ít gia tộc nguyện ý vì hắn hiệu lực. Cho dù đã đến thượng giới đi, chí tôn thân phận của luyện dược sư cũng là không thể khinh thường. Diệp Thần Phong nhìn ra Thẩm Tu Biển tâm tư, hắn tùy ý khoát tay áo một cái, nói ra, chả là dựa theo thì ra là xưng hô là tốt rồi, lão ca ngươi nếu nguyện ý thanh cuối cùng một gian đế thất rèn luyện để cho ta. Phần ân tình này ta tự nhiên hội ghi ở trong lòng. Thấy Diệp Thần Phong nói thản nhiên như vậy, Thẩm Tu Biển là càng thêm kích động. Hắn không nghĩ tới sự nhiệt tình của mình hội kết giao đến như thế một cái kiểu như châu bò lão đệ, xem ra bọn hắn thẩm ra thật sự yếu thời cơ đến vận chuyển. Hắn nói ra, được, lão đệ, những lời khác, ta cũng không nhiều lời rồi, về sau chỉ cần ngươi cần ta thẩm ra địa phương, chúng ta toàn bộ thẩm ra vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Diệp Thần Phong chỉ là khẽ gật đầu, mang ta trước tiên đi xem ca ca ngươi tình huống. Thẩm Tu Biển liền vội vàng nói, lão đệ, ngươi đi theo ta. Đoàn người các loại rời đi trong cốc sau đó tại Thẩm Tu Biển dẫn dắt đi tới thẩm gia trong một gian mật thất. Lại đi tiến mật thất sau, nhất thời có thể cảm giác được thấu xương lạnh lẽo, ở trong không khí vang vọng ra. Chỉ thấy chỉnh gian mật thất tia sáng rất tối tăm, tại mật thất bên phải để một khối to lớn trưởng phương hướng khối băng, nơi này lạnh giá phải là đến từ chính khối này khối băng bên trên. Tại đây khối to lớn khối băng bên trên nằm một cái nằm ở đang hôn mê đàn ông trung niên. Lại đi đến khối băng trước sau đó Thẩm Tu Biển nói ra, lão đệ, đây chính là ta ca ca Thẩm Tu Thiên. Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại Thẩm Tu ngày trên lồng ngực, lòng bàn tay bên trong chảy ra linh khí, cẩn thận cảm ứng hắn tình huống trong cơ thể. Tinh tế cảm ứng được đến. Này Thẩm Tu Thiên thể bên trong không chỉ có ngũ tạng lục phủ đều tổn hại. Còn phù hợp một loại cực kỳ kịch liệt độc tố, tuy nói Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết bách độc bất xâm, vốn lấy hắn đoán chừng loại kịch độc này đã vượt qua thần huyết hóa giải phạm trù. Xem ra này thần nguyên giới quả nhiên là thần nguyên giới, lại còn có kịch liệt như vậy độc tố. Diệp Thần Phong vừa liếc nhìn Thẩm Tu trên đời này cự khối băng lớn, nói ra, đúng vậy, này vạn năm Bắc Huyền băng đúng là có thể đè ép hắn kịch độc trong cơ thể. Cùng với để hắn thân thương thế bên trong cơ thể không chuyển biến xấu đi xuống, này mới khiến cho hắn sống đến hôm nay. Các ngươi muốn luyện chế một loại nào chí tôn đan dược? Đan phương là Phạm Thiên Vinh cung cấp, hắn đối với Diệp Thần Phong vị tiền bối này, hắn tự nhiên là sẽ không giấu giếm, Diệp tiền bối, chúng ta muốn luyện chế chính là vô cực phá nguyên đan. Loại này chí tôn đan dược không chỉ có thể hóa giải Thẩm Tu Thiên trong cơ thể độc tố, còn có thể đem thương thế của hắn cùng nhau khôi phục như cũ. Trong khi nói chuyện, Phạm Thiên Vinh đem đan phương trực tiếp đưa cho Diệp Thần Phong. Tiếp nhận đan phương Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua. Ở trong đầu hắn cũng có một loại chí tôn đan dược tên là vô cực phá nguyên đan. Bất quá, trong đầu hắn đan phương muốn so Phạm Thiên Vinh đan phương cao minh không ít. Hoặc là có thể nói là một loại thăng cấp bản bản. Dựa theo trong đầu hắn đan phương tỷ lệ luyện chế đan dược, không chỉ có thể làm cho dược hiệu đạt được tăng lên, còn có thể tăng cao đan dược tỷ lệ thành công. Nếu Phạm Thiên Vinh lựa chọn không đúng Diệp Thần Phong tư tàng, như vậy hắn liền giúp Phạm Thiên Vinh hoàn thiện loại đan phương này đi. Hắn nói ra, ta cho rằng này toa đan dược bên trong pha trộn cho cân đối phải sửa lại. Người xem này vạn năm thiên hỏa thảo, một lần luyện chế tập trung vào hai đóa lời nói,
ngoại trừ để chế thuốc quá trình không ổn định, vẫn có thể đưa đến tác dụng gì. Cái này căn bản là vẽ rắn thêm chân. Còn có này vạn niên hàn băng long quả, đây là thuộc về băng thuộc tính thiên tài địa bảo, trong đó không chỉ có dược hiệu, tại luyện trong dược còn có thể đưa đến ổn định hiệu quả. Này lạnh băng long quả hẳn là yêu cầu 2 viên, người tòa thuốc này thượng lại chỉ cần 1 viên, hoàn toàn là tăng cường thất bại tỷ lệ. Lại có thêm, theo Diệp Thần Phong nói ra này tòa đan dược thượng sơ hở cùng chỗ thiếu sót, Phạm Thiên Vinh lão đầu này là càng nghe càng chăm chú, hắn dù sao cũng là một tên cửu phẩm luyện dược sư, thẳng đến cuối cùng trên mặt hắn thậm chí lộ ra một vẻ tôn kính cùng nghiêm túc vẻ. Tại Diệp Thần Phong kể ra dưới, này tòa đan dược trải qua rất lớn cải biến. Phạm Thiên Vinh lần nữa hướng về Diệp Thần Phong cúi người chào thật sâu, Diệp tiền bối, lão đầu ta thụ giáo, ngài chế thuốc trình độ, ta bội phục. Phạm Thiên Vinh lão đầu này nhưng là ngạo khí làm. Nhìn thấy Phạm Thiên Vinh cúi đầu, Thẩm Tu Biển là cười cười, mà Thẩm Đình Ngọc nhưng là con mắt vi vi trừng lớn, người rõ ràng nhất chính mình vị sư phụ này tính tình. Diệp Thần Phong nói ra, luyện chế chí tôn đan dược động tĩnh rất lớn, nhất định muốn tìm một hẻo lánh địa phương luyện chế. Lại có thêm tại chí tôn đan dược hình thành thời điểm, trong thiên địa sẽ có thiên phạt hạ xuống, nhất định muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mới có thể động thủ luyện chế chí tôn đan dược. Phạm Thiên Vinh thân là cửu phẩm luyện dược sư, hắn tự nhiên hiểu được chí tôn đan dược thiên phạt kinh khủng, ta xem không bằng đi man hoang sơn mạch luyện chế, chỗ kia bên trong dãy núi tài nguyên khô cạn, trong tình huống bình thường không có người tu luyện hội đến gần, thậm chí ở trong dãy núi liền ngay cả yêu thú cũng rất ít thấy. Thẩm Tu Biển cũng gật đầu nói, đúng vậy, nơi đó cũng thực sự là một chỗ yên tĩnh, phù hợp lão đệ yêu cầu của ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức đi man hoang sơn mạch, tại chế thuốc trước đó, ta nhất định phải đi man hoang sơn mạch bên trong làm một ít chuẩn bị mới được. Chương 2570, Đan Thành Điểm Báo. Rộng lớn man hoang sơn mạch bên trong. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Biển đám người toàn bộ đến nơi này, về phần Long Cao Nguyên là một mực trầm mặc đứng ở một bên. Trước đó đang xác định muốn tới man hoang sơn mạch, sau đó Thẩm Tu Biển lập tức mở ra thẩm gia truyền tống trận, bọn hắn đi thẳng tới man hoang sơn mạch phụ cận. Tại sơn mạch nơi sâu xa tìm tới một khối đất trống. Chính như trước đó Phạm Thiên Vinh từng nói, man hoang sơn mạch bên trong thật sự làm cằn cỗi, tại sơn mạch này bên trong linh khí làm mỏng manh. Sinh trưởng cây cối tuy nói làm xanh nhưng đều là phổ thông cây cối mà thôi, thậm chí tại sơn mạch này bên trong liền ngay cả linh thảo đều rất khó coi đến, trên mặt đất sinh trưởng toàn bộ là phổ thông hoa hoa thảo thảo. Chẳng trách nơi này có rất ít người tu luyện tiến vào, cho dù tiến vào người tu luyện ở nơi này cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí ngay cả có thể săn giết yêu thú cũng không gặp được. Đi tới man hoang sơn mạch chỗ sâu đất trống sau. Diệp Thần Phong bắt đầu trên mặt đất bố trí từng cái trận pháp, bố trí trận pháp sử dụng đến linh thạch toàn bộ là Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Tu Biển cung cấp. Bố trí ở chỗ này trận pháp là dùng để chống đỡ chí tôn đan dược thiên phạt, trước đó Diệp Thần Phong luyện chế cực cảnh đan, cái kia cực cảnh đan chỉ có thể coi là làm là xen vào cửu phẩm cùng chí tôn ở giữa một loại đan dược, tối đa chỉ là nửa bước chí tôn đan dược, không thể tính làm là chân chính chí tôn đan dược. Cho nên hắn lần này luyện chế vô cực phá nguyên đan, có thể nói là hắn lần thứ nhất luyện chế chí tôn đan dược, nhất định muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Diệp Thần Phong bố trí trận pháp thủ pháp rất nhanh, hơn nữa cũng rất huyền diệu, hắn đã liên tục không ngừng bố trí 8 giờ rồi. Thẩm Tu Biển đám người cũng không giúp đỡ được gì, dù sao Diệp Thần Phong bố trí chống đỡ thiên phạt trận pháp, toàn bộ là một vòng chụp một vòng, chỉ có thể do bản thân hắn đến tự mình bố trí. Nhìn xem Diệp Thần Phong bố trí trận pháp, Thẩm Tu Biển trong lòng là thán phục liên tục, hắn nhỏ giọng nói, Phạm lão đầu. Ta đây lão đệ cũng quá yêu nghiệt đi nha. Hắn bố trí những trận pháp này làm huyền diệu, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ. Phạm Thiên Vinh gật đầu nói, Diệp tiền bối bố trí trận pháp tốc độ quá nhanh rồi, lấy hắn bố trí trận pháp độ thuần thục cùng bố trí suốt trận pháp phức tạp độ. Hắn tối thiểu nhất là trận pháp tông sư cấp bậc rồi. Thậm chí đã vượt qua tông sư cấp rồi. Thẩm Tu Biển cười khổ nói, Phạm lão đầu, ngươi nói ta đây lão đệ đúng là từ thần nguyên giới ra đất man hoang tới. Làm sao ta ở trước mặt hắn cảm giác mình thật giống mới là một cái nhà quê.
Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc liếc mắt nhìn Thẩm Tu Biển, giống như là đang nói ngươi đến bây giờ mới phát hiện ra. Chúng ta sớm liền cho là như vậy. 30 tuổi thần đế cảnh sơ kỳ cường giả. 30 tuổi chí tôn luyện dược sư. 30 tuổi trận pháp tông sư. Này đối với bọn hắn tới nói quá đả kích người, quả thực là để cho bọn họ có một loại tìm khối đậu phụ đập đầu chết kích động. Theo thời gian trôi qua, lại qua sau 8 tiếng, Diệp Thần Phong rốt cục ngừng lại, nhìn trên mặt đất một vòng chụp một vòng trên trăm cái trận pháp, hắn là hài lòng gật gật đầu, hắn tại trung tâm trận pháp ngồi xếp bằng xuống, đối với Thẩm Tu Biển đám người, nói ra ta muốn bắt đầu chế thuốc. Thẩm Tu Đường Biển, lão đệ, ngươi yên tâm, chúng ta tại trận pháp bên ngoài giúp ngươi hộ pháp, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Diệp Thần Phong gật gật đầu, luyện chế vô cực phá nguyên đan thiên tài địa bảo, trước đó Thẩm Tu Biển toàn bộ cho hắn rồi, hắn hỗn độn nhẫn lóe lên, hết thảy linh thảo đã rơi vào bên cạnh hắn. Chỉ có 2 phần linh thảo, nói cách khác Diệp Thần Phong chỉ có 2 lần cơ hội. Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái, thanh viêm nhất thời từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra, bây giờ thanh viêm đã là ngọn lửa 5 màu rồi. Phạm Thiên Vinh đang nhìn đến thanh viêm sau, hắn thất thanh nói, dĩ nhiên là ngũ sắc thiên địa chi hỏa. Không đợi hắn ngạc nhiên xong, Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái. Một tôn ngọc đỉnh nhất thời xuất hiện tại trước mặt hắn. Bạch Ngọc Đỉnh, trung phẩm thiên chi đỉnh. Đây là Diệp Thần Phong trên trời huyền giới thời điểm lấy được. Đang nhìn đến trung phẩm thiên chi đỉnh sau, Phạm Thiên Vinh suýt chút nữa kinh điệu cầm, ta không có hoa mắt chứ. Diệp tiền bối thậm chí có trung phẩm thiên chi đỉnh, chỗ của hắn đúng là chỗ man di mọi dợ sao. Ta cảm giác chúng ta nơi này mới là không hơn không kém chỗ man di mọi dợ a hát. Thẩm Tu Biển cùng Thẩm Đình Ngọc cũng là khiếp sợ miệng há lớn, bọn hắn cũng rõ ràng ngũ sắc thiên địa chi hỏa cùng trung phẩm thiên chi đỉnh quý giá. Diệp Thần Phong không ngại tại Thẩm Tu Biển trước mặt bọn họ thể hiện ra những thứ này. Đó là bởi vì hắn nhìn người làm chuẩn, hắn nhìn ra được Thẩm Tu Biển bọn hắn đáng giá kết giao, nhưng nếu như hắn nhìn lầm thì lại làm sao? Lại kém hắn vẫn là có bảo mệnh lá bài tẩy. Tại Bạch Ngọc Đỉnh xuất hiện sau, Diệp Thần Phong trực tiếp đem thanh viêm bắn vào trong đó. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu một lần lại một lần tại trong đầu diễn luyện luyện chế vô cực phá nguyên đan quá trình rồi. Trọn vẹn diễn luyện 20 mấy lần. Diệp Thần Phong này mới mở hai mắt ra, hắn có một loại định liệu trước cảm giác, tuy có 2 phần linh thảo, hắn cũng có 2 lần cơ hội, nhưng có thể một lần luyện chế hoàn thành. Hắn cần gì phải yếu luyện chế 2 lần đây? Hít sâu một hơi. Chậm rãi đem hô hấp nhịp điệu điều chỉnh tốt, luyện chế đan dược mỗi một bước đều phải yếu vô cùng cẩn thận. Đặc biệt là luyện chế chí tôn đan dược, có thể ngươi một lần hỗn loạn hô hấp. Thúc đẩy hỏa diễm chưa hề đem khống được, đan dược liền trực tiếp luyện chế đã thất bại. Tại đem tất cả điều chỉnh tốt sau, Diệp Thần Phong đem luyện chế vô cực phá nguyên đan linh thảo lần lượt bắn vào Bạch Ngọc Đỉnh bên trong. Này vô cực phá nguyên đan chỉ là thuộc về chí tôn đan dược bên trong cơ sở đan dược. Đối với Diệp Thần Phong tới nói độ khó hẳn là sẽ không quá lớn. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong thủ pháp có chút không nối liền. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn thủ pháp luyện chế là càng ngày càng thuần thục rồi, quả nhiên. Này vô cực phá nguyên đan đối với hắn mà nói không có khó khăn quá lớn. Trận pháp bên ngoài Phạm Thiên Vinh, hắn liền con mắt đều không nỡ bỏ nháy một cái, khoảng cách gần quan sát chí tôn luyện dược sư chế thuốc, đây chính là cực vì khó được cơ hội, hắn cũng không làm được bỏ qua bất luận cái nào hình ảnh rồi. Phạm Thiên Vinh đối Diệp Thần Phong chế thuốc trình độ là càng ngày càng bội phục, hắn dám kết luận Diệp Thần Phong tuyệt độ không phải bình thường chí tôn luyện dược sư. Bỗng nhiên có một ý nghĩ, từ trong đầu hắn xông ra, hắn yếu bái sư, hắn yếu bái Diệp Thần Phong vi sư. Phạm Thiên Vinh từ trước đến giờ là làm theo ý mình, hắn phong cách hành sự cực kỳ quái lạ, cái ý niệm này bốc lên sau khi đi ra, cũng không còn cách nào từ trong đầu của hắn khứ trừ. Đang lúc này, đan hương vị đang chậm chậm từ trắng trong ngọc đỉnh tung bay đi ra. Mà toàn bộ bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên biến thành đỏ như màu máu. Phạm Thiên Vinh vui vẻ, hắn nói ra, đây là chí tôn đan dược hình thành điềm báo. Mỗi lần chí tôn đan dược hình thành trước đó, bầu trời đều sẽ bỗng nhiên biến sắc. Đỏ, quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tím này 7 loại màu sắc.
Bởi vô cực phá nguyên đan là trụ cột chí tôn đan dược, cho nên bầu trời biến thành màu đỏ, luyện chế cao đẳng chí tôn đan dược, bầu trời biến thành màu sắc đều là màu đỏ bên trên. Nếu như biến thành màu tím lời nói, như vậy đại biểu luyện chế ra chí tôn đan dược cấp bậc cao nhất. Ở trên trời biến sắc sau, tương ứng thiên phạt liền sẽ rất nhanh hạ xuống. Chương 2571, Đan Thành, đánh giá thấp thiên uy. Ngồi xếp bằng tại Bạch Ngọc Đỉnh trước Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ bên trong dược đỉnh tình huống, càng thêm cẩn thận điều khiển thanh viêm. Từ trắng trong Ngọc Đỉnh tung bay đi ra ngoài đan hương vị là càng ngày càng nồng đậm. Chỉnh phiến thiên không như màu máu. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên bầu trời nhiễm lên một tầng màu đỏ đám mây, đột nhiên trong lúc đó trở mình vọt lên, từng luồng mãnh liệt uy thế, từ từ ở trong không khí chậm rãi hình thành. Toàn bộ trời đất giữa như cùng là núi lửa bạo phát trước dấu hiệu. Đứng ở trận pháp bên ngoài Phạm Thiên Vinh, Thẩm Tu Biển, Long Cao Nguyên cùng Thẩm Đình Ngọc, sắc mặt của bọn họ trở nên ngưng trọng lên, trong đó Phạm Thiên Vinh âm thanh nghiêm túc quát lên, chúng ta tốt nhất hướng về bên cạnh lui lại một ít, bằng không chí tôn đan dược hình thành thiên uy, tuyệt đối sẽ tai vạ tới đến trên người chúng ta. Diệp Tiểu Hữu bố trí nhiều như vậy chống đỡ thiên uy trận pháp, sẽ không có vấn đề quá lớn. Đây là ta lần thứ nhất tận mắt thấy chí tôn đan dược sinh ra. Thẩm Tu Biển cùng Thẩm Đình Ngọc bọn hắn gật gật đầu, bọn hắn cùng Phạm Thiên Vinh cùng hướng về bên cạnh lui ra một khoảng cách. Đang lúc này, giữa bầu trời uy thế là càng ngày càng kịch liệt, cho người một loại chỉnh phiến thiên không đều phải than sụp xuống cảm giác. Thân ở trong trận pháp Diệp Thần Phong, hắn một mực tập trung tinh thần, từ hắn bố trí trên trận pháp tản ra điểm một chút ánh sáng nhạt. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phía cuồng phong gào thét, điên cuồng giống như một tay cầm sắc bén đại đao, trực tiếp đem từng viên một đại thụ che trời cho chém ngang hông rồi. Những này cuồng phong chủ yếu tập trung vào Diệp Thần Phong chu vi, lui ra một khoảng cách nhỏ Phạm Thiên Vinh đám người, chung quanh bọn họ tuy nói cũng có cuồng phong, nhưng bọn họ đối mặt cuồng phong power muốn hạ thấp không ít. Phạm Thiên Vinh, Thẩm Tu Biển cùng Long Cao Nguyên nhất khởi thi triển linh khí phòng hộ. Đem thực lực tương đối thấp Thẩm Đình Ngọc bảo vệ tại sau lưng của bọn họ. Mà ở cuồng phong không ngừng áp sát Diệp Thần Phong, muốn đem Diệp Thần Phong cho băm thành tám mảnh thời điểm. Oanh, một tiếng. Trong trận pháp bạo phát ra một loại hào quang rực rỡ, một tầng thật mỏng năng lượng phòng hộ trong nháy mắt triển khai, đem cuồng phong cho ngăn cản tại bên ngoài. Tuy nói tầng này năng lượng phòng hộ nhìn như rất mỏng, thế nhưng là dị thường kiên cố. Mặc cho đáng sợ cuồng phong lần lượt xung kích, thật mỏng năng lượng phòng hộ thượng chỉ là nổi lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng. Diệp Thần Phong chung quanh cây cỏ đến toàn bộ là được cuồng phong cho bao phủ sạch sẽ. Chung quanh hắn toàn bộ trở nên trụi lủi rồi. Hôm nay là chế thuốc thời khắc quan trọng nhất, Diệp Thần Phong nhất định muốn càng thêm chú ý cẩn thận. Nhưng mà, giữa bầu trời đỏ như màu máu trở mình vọt lên. Dường như có máu nước tại trên bầu trời lưu động bình thường chỉnh mảnh bầu trời trở nên đáng sợ cực kỳ. Không như trong tưởng tượng lôi kiếp sinh ra. Chỉ là một cây căn do hào quang màu đỏ ngưng tụ cự cây cột lớn, đột nhiên từ trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống, hướng về Diệp Thần Phong áp bức xuống, tại từng cây màu đỏ cây cột cách xa mặt đất rất xa thời điểm. Két, 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 trên mặt đất đã là xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Dường như mạng nhện giống như vết rạn nứt, dày đặc trên mặt đất khuếch tán ra đến. Theo màu đỏ cây cột càng hàng càng thấp. Đất nứt ra mặt bắt đầu ao hãm trầm xuống. Đọc truyện với. Oanh, oanh, oanh. Từng cây to lớn màu đỏ cây cột hướng đánh vào thật mỏng năng lượng phòng hộ thượng. Tại đã gặp phải màu đỏ cây cột sau khi bị trùng kích, trong trận pháp ánh sáng lần thứ hai tăng vọt. Trên mặt đất bố trí trong trận pháp. Xuất hiện từng cái hoa văn phức tạp, có năng lượng mạnh mẽ tại hoa văn giữa dòng chảy. Sát theo đó, một tầng lại một tầng thật mỏng năng lượng phòng hộ nhanh chóng triển khai, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, trọn vẹn triển khai 99 tầng năng lượng phòng hộ. Mỗi một tầng năng lượng phòng hộ trong lúc đó đều có một loại liên hệ, giữa bọn họ có thể lẫn nhau truyền sức phòng ngự. Tại 99 tầng năng lượng phòng hộ triển khai sau đó trong nháy mắt đem từng cây hạ xuống màu đỏ cây cột cho chống đỡ ở bên ngoài. Xa xa Phạm Thiên Vinh đám người thấy thế, bọn hắn không ở màu đỏ cây cột oanh kích trong phạm vi, nhưng bọn họ vẫn là kinh hãi không thôi.
Này mỗi một cái màu đỏ cây cột bên trong, toàn bộ ẩn chứa đáng sợ vô cùng năng lượng, may là Diệp Thần Phong bố trí trận pháp đầy đủ xảo diệu. Nhưng là, Chí Tôn Đan Dược mang đến thiên uy không chỉ là như thế. Trên bầu trời hạ xuống màu đỏ cây cột đình chỉ, chỉnh mảnh bầu trời trở nên lúc sáng lúc tối. Từng tiếng gào thét tại trên bầu trời vang vọng ra. Chỉ thấy tại trên bầu trời tạo thành từng cái lớn vô cùng màu máu cự long. Một điều này đầu đỏ như màu máu cự long đồng tử cực kỳ khủng bố, thân là long tộc người long cao nguyên, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt phẫn nộ. Những này màu máu đỏ cự long chỉ là trong thiên địa sinh ra dị tượng, căn bản cùng long tộc không có bất kỳ quan hệ nào. Theo từng con cự long một nhanh chóng tại trên bầu trời hình thành. Phạm Thiên Vinh đám người vẻ mặt bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng lên, này mỗi một đầu đỏ như màu máu cự long bên trong sức mạnh, toàn bộ muốn so vừa vặn màu đỏ cây cột mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Giữa bầu trời từng cái đỏ như màu máu cự long hướng về dưới đáy Diệp Thần Phong gào thét mà tới. Một cái lại một cái đỏ như màu máu cự long xung kích tại năng lượng phòng hộ thượng, mỗi một đầu đỏ như màu máu cự long xung kích phi thường có quy luật, có thể nói là từng cái chặt chẽ không kẽ hở khe hở. Tùy theo mà đến là xung kích power cũng tại không ngừng mà dâng lên. 99 tầng năng lượng phòng hộ cũng biến thành lảo đảo lên. Rốt cuộc năng lượng phòng hộ không chịu nổi, từng tầng năng lượng phòng hộ bị phá ra. Nhưng đỏ như màu máu cự long số lượng cũng đang giảm bớt. Chỉ chớp mắt thời gian, 99 tầng năng lượng phòng hộ toàn bộ bị phá ra rồi, mà màu máu đỏ cự long còn sót lại hai cái. Diệp Thần Phong tự nhiên cũng cảm thấy tất cả những thứ này. Hắn vẫn là quá thấp đánh giá thiên uy rồi, nhưng bây giờ cách đan thành chỉ kém một điểm cuối cùng thời gian. Mắt thấy cuối cùng hai cái đỏ như màu máu cự long hướng về Diệp Thần Phong xông đi. Phạm Thiên Vinh, Thẩm Tu Biển cùng Long Cao Nguyên bóng người nhanh chóng lao đi, bên trong cơ thể của bọn họ thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế tăng vào động cực hạn, liền liền thi triển xuất các loại mạnh mẽ chiêu thức đến. Oanh, oanh! Trong không khí bạo phát ra hào quang rực rỡ. Hai cái màu đỏ cự long nổ tung rồi, mà Phạm Thiên Vinh ba người bọn họ tình huống cũng không được khá lắm, ba người bọn hắn thân thể bay ngược ra ngoài, khóe miệng toàn bộ là tràn ra tiên huyết đến. Ba người bọn hắn thần đế cảnh trung kỳ cường giả chống đối hai cái đỏ như màu máu cự long, dĩ nhiên rơi xuống bộ này kết cục, có thể thấy được đỏ như màu máu cự long bên trong uy năng rồi. Mà nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, con mắt của hắn đột nhiên mở to, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Vô cực phá nguyên đan luyện chế thành công rồi. Mà màu máu đỏ bầu trời, trong đó màu đỏ cũng đang chậm chậm lui đi. Hẳn là thiên uy cũng kết thúc. Nồng nặc nước mũi đan hương vị cùng cực kỳ linh khí nồng nặc, từ trắng trong ngọc đỉnh tản ra, này làm cho được đánh bay ra ngoài Phạm Thiên Vinh ba người cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cũng biết vô cực phá nguyên đan nhất định là luyện chế thành công rồi. Diệp Thần Phong mở ra bạch ngọc đỉnh, chỉ thấy tại bạch trong ngọc đỉnh nằm 5 viên màu đỏ tím đan dược, có thể lập tức hình thành 5 viên chí tôn đan dược, loại này tỷ lệ thành đan đã là vô cùng tốt được rồi. Chương 2572, Bái Sư, tỉnh lại. Tại Diệp Thần Phong thành công luyện chế ra vô cực phá nguyên đan thời điểm. Toàn bộ bên trong giới bên trong rất nhiều nơi toàn bộ chú ý tới man hoang sơn mạch động tĩnh bên này. Trong lúc nhất thời bên trong giới các đại cường giả toàn bộ đạp không mà lên, xa nhìn man hoang sơn mạch phương hướng. Những cường giả này bên trong, không thiếu thật tinh mắt độc ác. Bọn hắn có thể rõ ràng phán đoán ra đây là có chí tôn đan dược chào đời. Nhưng tại bên trong giới bên trong lúc nào sinh ra chí tôn luyện dược sư? Kết quả là, các đại cường giả dồn dập hướng về man hoang sơn mạch tìm tòi hư thực. Mà ở khoảng cách man hoang sơn mạch có một khoảng cách trên một ngọn núi cao, một trắng một đen hai bóng người đứng ở đỉnh núi. Bọn hắn xa nhìn man hoang sơn mạch phương hướng. Chỉ thấy bóng trắng người nói. Xem ra tiểu gia hỏa kia cũng đi tới bên trong giới rồi, một đi tới nơi này, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, quả nhiên là thuộc về hắn phong cách, đoán chừng lấy tiểu gia hỏa kia tính cách, hắn cũng đã rời khỏi, hắn cũng sẽ không ở lại nguyên chỗ chờ người khác chạy tới. Bóng đen người cũng nói, ta liền nói tiểu tử kia không cần chúng ta lo lắng, này cùng nhau đi tới, hắn đã trải qua bao nhiêu sống còn. Hắn hoàn toàn thuế biến đến có thể một mình chống đỡ một phương rồi.
đã không phải là lúc trước cái kia vừa vặn bước lên tu luyện tiểu tử, để chính hắn hảo hảo lưu lạc đi. Chờ đến thượng giới, chúng ta khẳng định sẽ gặp phải. Chính như lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh sở liệu. Luyện chế thành công vô cực phá nguyên đan diệp thần phong, hắn đối với Phạm Thiên Vinh bọn hắn nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Phạm Thiên Vinh, Thẩm Tu Biển cùng Long Cao Nguyên thương cũng không phải rất nặng, bọn hắn cũng vô cùng đồng ý diệp thần phong quyết định, e sợ bây giờ Man Hoang Sơn Mạch bị không ít bên trong giới cường giả theo dõi. Bằng tốc độ nhanh nhất, một đường thuận lợi rời đi Man Hoang Sơn Mạch sau. Tại Thẩm Tu Biển sắp xếp dưới, dựa vào truyền tống trận về tới thẩm phủ bên trong, cũng không ai biết luyện chế ra chí tôn đan dược luyện dược sư liền ở thẩm phủ bên trong. Trở về thẩm phủ sau, bọn hắn đi tới cái kia giữa trong mật thất, Diệp Thần Phong đem luyện chế ra 5 viên vô cực phá nguyên đan lấy ra, hắn dự định toàn bộ cho Thẩm Tu Biển. Mà Thẩm Tu Biển thấy thế, hắn vội vàng nói, lão đệ, này nhưng không được a hát, người giúp chúng ta luyện chế ra chí tôn đan dược. Đây đã là một phần ơn huệ lớn bằng trời rồi. Ta chỉ cần một viên vô cực phá nguyên đan. Thẩm Tu Biển là lần nữa kiên trì, cuối cùng Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ thôi. Nhìn thấy một bên muốn nói lại thôi Phạm Thiên Vinh, Diệp Thần Phong biết lão đầu này tâm tư, hắn tiện tay đưa cho hắn một viên vô cực phá nguyên đan. Phạm Thiên Vinh đang muốn làm sao mở miệng đây? Hắn muốn nắm một viên vô cực phá nguyên đan nghiên cứu một chút, thấy Diệp Thần Phong đưa tới một viên. Hắn vội vàng nói, tiểu hữu, rất cảm tạ ngươi rồi. Hắn không có quá nhiều lập dị, trực tiếp thu hồi viên này vô cực phá nguyên đan. Sau đó hắn lại nói, tiểu hữu, lão phu ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết tiểu hữu có thể hay không đáp ứng ta. Diệp Thần Phong đối Phạm Thiên Vinh rất có hảo cảm, ngươi nói. Tại còn lại người ánh mắt kinh ngạc dưới, Phạm Thiên Vinh dĩ nhiên bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, tiểu hữu. Kính xin ngài thu ta làm đồ đệ. Phạm Thiên Vinh cái quỷ này, Diệp Thần Phong cũng là bất ngờ. Xem lão đầu này một mặt chân thành dáng dấp, hơn nữa quỷ cũng quỷ, Diệp Thần Phong ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, giống như ngươi tại chế thuốc thượng có những gì nghi hoặc, ta có thể giúp ngươi giải đáp, về phần bái sư thì không cần. Nghe vậy, Phạm Thiên Vinh là càng thêm cung kính, vi sư người. Truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tiểu hữu nếu nguyện ý vì ta giải thích nghi hoặc, như vậy tự nhiên là sư phụ của ta. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một bái. Trong khi nói chuyện, Phạm Thiên Vinh này cố chấp lão đầu còn thật sự hướng về Diệp Thần Phong dập đầu. Không còn cách nào khác Diệp Thần Phong, chỉ có thể tiếp thu Phạm Thiên Vinh như thế một cái đồ đệ, được, ngươi tên đồ đệ này ta tự thu hạ rồi. Nghe được Diệp Thần Phong khẳng định sau khi trả lời. Phạm Thiên Vinh là càng thêm hưng phấn, hắn hướng về phía một bên ngây ngốc Thẩm Đình Ngọc, quát lên, Đình Ngọc, còn không mau tới bái kiến ngươi sư công. Thẩm Đình Ngọc căn bản là chưa hoàn hồn lại rồi, làm sao trong nháy mắt sư phụ của nàng bái Diệp Thần Phong làm thầy. Mà Diệp Thần Phong cũng trở thành người sư công. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, này không cần chứ. Phạm Thiên Vinh kiên trì nói, sư phụ, đây là lễ nghi vấn đề. Nếu như Đình Ngọc không muốn bái kiến ngài, như vậy ta hiện tại liền đem người trục xuất sư môn. Ngây ngốc Thẩm Đình Ngọc, người nghe được sư phụ của mình lời nói sau, người trong đầu là trong nháy mắt trống rỗng. Không tự chủ được quỳ xuống bái kiến, đồ tôn bái kiến sư tổ. Này làm cho Diệp Thần Phong là cười khổ sờ sờ mũi, các ngươi đều đứng lên đi. Một bên Thẩm Tu Biển nhìn thấy Phạm Thiên Vinh cử động, hắn rõ ràng vị lão hữu này tính cách. Cho nên hắn là trách móc không mẻo rồi, cầm trong tay của hắn một viên vô cực phá nguyên đan, đi tới hôn mê Thẩm Tu Thiên bên cạnh, đẩy ra Thẩm Tu Thiên miệng, thanh đan dược đút vào trong miệng của hắn. Này vô cực phá nguyên đan không cần nhấm nuốt, tại nhét vào Thẩm Tu Thiên trong miệng sau, lập tức biến thành nhất cổ chất lỏng, theo cổ họng của hắn tự chủ chảy vào trong dạ dày của hắn mặt. Kèm theo vô cực phá nguyên đan từ từ phát huy tác dụng, chỉ thấy nằm ở hôn mê Thẩm Tu Thiên. Trên người hắn nổi lên nhất cổ sóng linh khí, rậm rạp chằng chịt màu đen tạp chất, từ toàn thân hắn lỗ chân lông bên trong tại sắp xếp ra đến, đây chính là độc tố trong cơ thể của hắn rồi. Mà hắn bị tổn thương ngũ tạng lục phủ, tại sức thuốc dưới, cũng khi chiếm được một loại uẩn nhưỡng, dùng một loại tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Nhìn xem Thẩm Tu Thiên biến hóa trên người, Thẩm Tu Biển khuôn mặt lộ ra không ức chế được vui sướng,
dù sao ca ca của hắn Thẩm Thu Thiên nhưng là có thần đế cảnh hậu kỳ thực lực. Theo thời gian từ từ trôi qua, dược lực tại Thẩm Thu Thiên bên trong thân thể hoàn toàn tản ra đi ra, chỉ thấy sắc mặt của hắn là càng ngày càng hồng nhuận, trong lỗ mũi khí tức cũng đang từng bước vững chắc lên. Toàn thân của hắn đã bị màu đen tạp chất bao trùm lại rồi, những này màu đen tạp chất cứng đờ vô cùng nhanh, tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một cái màu đen xác. Ngón tay của hắn đột nhiên chấn động một chút. Từ từ, thân thể hắn cũng bắt đầu chuyển động. Cả người đứng lên. Két, két, két. Theo Thẩm Tu Thiên đứng lên, thân thể của hắn một cái run run, hắn mặt ngoài thân thể xác thượng xuất hiện vết rạn nứt rồi. Toàn bộ màu đen xác toàn bộ biến thành mảnh vỡ thoát rơi xuống. Vừa vặn tỉnh lại Thẩm Tu Thiên trong đầu suy nghĩ rất mơ hồ, hắn cần phải cẩn thận lý một lý, dù sao hắn hôn mê đã nhiều năm như vậy. Tại nghĩ thông suốt hôn mê chuyện lúc trước sau đó hắn nhìn xem Thẩm Tu Biển, hỏi Tu Biển, chuyện gì thế này? Ta làm sao có khả năng còn sống? Hơn nữa của ta thân thể khôi phục, điều này sao có thể? Thẩm Tu Biển lập tức đem Diệp Thần Phong cứu chuyện của hắn đại khái nói một lần, hắn một mặt kích động nhìn xem chính mình ca ca. Tại ổn định một cái tâm tình sau, hỏi hắn, đại ca, năm đó ngươi ở thượng giới đến cùng gặp chuyện gì? Chương 2573, hỗn độn thời đại di tích. Thẩm Tu Thiên không hề trả lời Thẩm Tu Biển vấn đề. Hắn khi nghe đến là Diệp Thần Phong cứu mình sau đó hắn lập tức hướng về Diệp Thần Phong khấu tạ, ân công, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Sau đó, hắn một mặt trịnh trọng nhìn xem chính mình đệ đệ Thẩm Tu Biển, nói ra, về sau ngươi cũng theo ta đồng thời gọi ân công. Lấy tư cách đi qua thượng giới Thẩm Tu Thiên, hắn phi thường rõ ràng chí tôn luyện dược sư ở thượng giới địa vị, tại bây giờ cả giới bên trong. Chí tôn luyện dược sư tổng cộng chỉ có 4 vị. Trong đó 2 vị chỉ có thể luyện chế trụ cột chí tôn đan dược, mà 2 vị khác ngược lại là có thể luyện chế cơ sở bên trên chí tôn đan dược, địa vị tại toàn bộ thượng giới bên trong cực cao, mà Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy chính là chí tôn luyện dược sư rồi. Tuy nói Thẩm Tu Thiên không biết Diệp Thần Phong có thể hay không luyện chế ra cơ sở bên trên chí tôn đan dược, dù sao lần này luyện chế đan dược chỉ là cơ sở chí tôn đan, thế nhưng tương lai Diệp Thần Phong tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Như thế một vị tương lai đại nhân vật, hơn nữa còn là hắn Thẩm Tu ngày ân nhân cứu mạng, hắn tự nhiên không cho phép đệ đệ của mình làm ẩu rồi, dĩ nhiên xưng hô Diệp Thần Phong vì lão đệ. Đem so sánh Thẩm Tu Biển mà nói, Thẩm Tu Thiên càng thêm cứng nhắc, phàm là đều tuân thủ quy tắc, dưới cái nhìn của hắn là cái gì chính là cái gì, nên tuân thủ quy củ thời điểm liền tất cần phải tuân thủ quy củ. Thẩm Tu Biển khi nghe đến Thẩm Tu ngày lời nói sau, hắn không có bất kỳ mâu thuẫn. Bây giờ liền ngay cả Phạm Thiên Vinh lão đầu này đều bái Diệp Thần Phong làm thầy, hắn gọi Diệp Thần Phong vì ân công căn bản không có gì, lần sau trong lòng hắn cũng thực cảm kích Diệp Thần Phong. Tại Diệp Thần Phong muốn cự tuyệt thời điểm, Thẩm Tu Biển nói ra, ân công, anh ta nói rất đúng, ngài chính là chúng ta toàn bộ Thẩm gia ân công, có phần quy củ là không thể đủ phá hoại. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng Thẩm Tu Biển, Diệp Thần Phong biết mình lại nói thêm gì nữa cũng vô ích. Hắn gật gật đầu, nhìn xem Thẩm Tu Thiên, nói một chút thượng giới sự tình đi. Thẩm Tu Thiên đối với Diệp Thần Phong vị này ân công rất là tôn kính, hắn chậm rãi nói suốt lúc trước hắn đi lên giới chi sau chuyện đã xảy ra. Năm đó ở hắn mới tới thượng giới thời điểm, mang theo cực kỳ tâm tình kích động, mà thượng giới tu luyện hoàn cảnh quả nhiên cũng không có khiến hắn thất vọng. Hắn ở thượng giới khắp nơi du lịch, khi hắn muốn đem Thẩm gia di chuyển đến thượng giới tới thời điểm. Một lần trong lúc vô tình, hắn phát hiện thượng giới Thiên Vũ Tông bí mật. Thiên Vũ Tông ở thượng giới tuyệt đối cũng coi là danh môn chính phái rồi, ở thượng giới bên trong nắm giữ tốt đẹp danh tiếng, toàn bộ trong tông môn có 3 tên thần đế cảnh hậu kỳ lão tổ tọa chấn. Mà này nhìn như là danh môn chính phái Thiên Vũ Tông, lén lút lại làm nhận không ra người hoạt động. Thẩm Tu Thiên phát xuất hiện Thiên Vũ Tông đệ tử đang không ngừng thu thập đồng nam cùng đồng nữ trái tim. Tại phát hiện điểm này sau đó hắn tiềm nhập Thiên Vũ Tông bên trong. Hắn ngược lại là có thêm một viên chính nghĩa chi tâm. Tại lẻn vào Thiên Vũ Tông sau đó hắn lại đã được biết đến một bí mật, hôm nay Vũ Tông tìm tới một chỗ hỗn độn thời đại di tích. Hỗn độn thời đại di tích nhưng là phi thường ghê gớm được rồi, nếu như tại toàn bộ thượng giới công khai, Thiên Vũ Tông tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
mà đang ở Thẩm Tu Thiên muốn rời khỏi Thiên Vũ Tông thời điểm, hành tung của hắn bị phát hiện rồi. Thiên Vũ Tông tam vị thần đế cảnh hậu kỳ lão tổ đồng thời động thủ, Thẩm Tu Thiên thì lại làm sao hội là đối thủ của bọn họ. Bất quá, Thẩm Tu Thiên ngược lại là có không ít bảo mệnh lá bài tẩy, dựa vào những này bảo mệnh lá bài tẩy hắn một đường chạy trốn. Cuối cùng cũng coi như bỏ qua rồi Thiên Vũ Tông ba vị lão tổ. Nhưng hắn người cũng bị thương nặng cùng kịch, độc, hắn không kịp đem chuyện nào ở thượng giới khuếch tán ra đến rồi, tạm thời không nói có hay không người tin tưởng. Cho dù có người đã tin tưởng, hắn cuối cùng đoán chừng cũng rơi không tới kết quả gì tốt. Cho nên, hắn rời khỏi thượng giới, bằng tốc độ nhanh nhất về tới Thẩm gia, đáng tiếc năm đó vẫn không có đem sự tình nói ra, hắn liền lâm vào vĩnh cửu hôn mê trong. Diệp Thần Phong nghe Thẩm Tu Thiên ở thượng giới tao ngộ, hắn ngược lại là nhìn trời Vũ Tông phát hiện hỗn độn thời đại di tích cảm thấy rất hứng thú, chỉ là khoảng cách lúc trước đã qua thời gian mấy năm rồi, chỗ kia di tích có hay không được Thiên Vũ Tông cho khai quật xong. Nhưng trong lòng của hắn đã là quyết định, hắn nhất định phải đi Thiên Vũ Tông nhìn một chút. Có ba tên thần đế cảnh hậu kỳ lão tổ tọa chấn. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói ngược lại là có chút vướng tay chân, xem ra hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhất định phải tăng lên chính mình thực lực. Diệp Thần Phong hỏi, thượng giới bên trong Hà gia đâu này? Đối với Lão Bạch cùng Lão Hắc kẻ thù, hắn nhất định phải chỉ có thể là nhiều đi tìm hiểu. Ân công, người nói là viễn cổ một trong năm đại gia tộc Hà gia. Thấy Diệp Thần Phong gật đầu, Thẩm Tu Thiên tiếp tục nói, tại toàn bộ thượng giới bên trong, Hà gia được công nhận thế lực lớn số một, có thể nói tại toàn bộ thượng giới bên trong không có người nào dám không nể mặt Hà gia. Cũng có thể nói Hà gia hầu như có một tay che trời thế lực rồi. Năm đó ta ngược lại thật ra gặp mấy cái Hà gia bằng hệ con cháu, bọn hắn có thể nói là hung hăng càn quấy, căn bản không thanh còn lại người tu luyện để ở trong mắt. Tại bây giờ Hà gia bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Hà đế Hà Không Thắng, có người nói hắn đến thần đế cảnh đỉnh phong, khoảng cách vĩnh sinh cảnh cũng không xa. Có thể nói ở thượng giới bên trong, nếu như chọc tới Hà gia lời nói, như vậy là chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong một bên nghe, một bên khẽ gật đầu, phải đem Hà gia nhổ tận gốc, muốn đối phó Hà Không Thắng, lấy thực lực bây giờ của hắn còn xa xa chưa đủ a hát. Thẩm Tu Thiên thấy Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ dáng dấp, hắn nói ra, bất quá, ân công, chúng ta toàn bộ Thẩm gia nguyện ý vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tự coi như ngươi cùng Hà gia đối lập, chúng ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Này Thẩm Tu Thiên nghe lời đoán ý năng lực rất mạnh, Diệp Thần Phong mặt trên cơ hồ không có biểu hiện ra cái gì đến, hắn cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng hắn câu nói này nói làm chân thành, hoàn toàn là phát ra từ hắn phế phủ. Ta muốn đi hướng thượng giới, Diệp Thần Phong nói ra. Lấy bây giờ Diệp Thần Phong tu vi, hắn căn bản đến không được thượng giới, nhất định muốn có một tên thần đế cảnh hậu kỳ cường giả mang theo hắn. Thẩm Tu Thiên nói ra, ân công, ta cùng ngươi đồng thời. Diệp Thần Phong không có từ chối, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, hảo hảo khôi phục một chút thân thể. Một bên Phạm Thiên Vinh nói ra, sư phụ, để cho ta cũng đi theo đi. Bên trong giới luyện dược sư đại ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu, bọn chúng ta luyện dược sư đại hội kết thúc lại đi làm sao? Tại luyện dược sư đại hội tổ chức trong lúc, hội có không ít chân quý thiên tài địa bảo xuất hiện. Có lẽ có thể có sư phụ ngài cần. Đề nghị của Phạm Thiên Vinh ngược lại cũng không tồi, dù sao Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Tu Biển cũng là thần đế cảnh trung kỳ, lúc cần thiết, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Thế là, Diệp Thần Phong nói ra, được, vậy thì chờ bên trong giới luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc đi. Ta cần bế quan một ít thời gian tu luyện, Diệp Thần Phong dự định tiếp tục lĩnh ngộ Long Thần Phiên Thiên Ấn bên trong đệ tứ ấn rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Thẩm Tu Biển nói ra, ân công, này gian mật thất bí mật tính rất tốt, không bằng ân công ngay ở chỗ này bế quan tu luyện đi. Ta sẽ đích thân tại bên ngoài mật thất canh gác. Nơi này thật là không tệ, lại nói Diệp Thần Phong là tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới tu luyện, hắn chỉ cần không có một người tiến vào gian phòng hoặc là mật thất. Chương 2574, suy đoán, điên rồi sao? Phạm Thiên Vinh, Thẩm Đình Ngọc cùng Thẩm Tu Biển đám người toàn bộ thối lui ra khỏi mật thất. Nguyên bản Thẩm Tu Biển muốn lưu lại canh gác cửa mật thất khẩu,
nhưng Long Cao Nguyên tướng hắn bao lãm xuống, hắn để Thẩm Tu Biển bọn hắn có thể yên tâm rời đi, có chuyện hắn sẽ dùng đưa tin ngọc bài lập tức liên hệ. Thẩm Tu Biển cùng Thẩm Tu Thiên mấy người cũng cảm thấy Long Cao Nguyên nói có lý, dù sao bọn hắn cũng sẽ không rời đi Thẩm Phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới nơi này. Cho nên, cuối cùng cũng chỉ có Long Cao Nguyên nhất người đang cửa mật thất bên ngoài thanh canh chừng. Tại Thẩm Tu Biển bọn hắn rời đi mật thất, hành tàu Thẩm Phủ về sau, Thẩm Tu Thiên thức tỉnh tin tức, rất nhanh tại toàn bộ Thẩm Phủ bên trong truyền ra, một tên khuôn mặt nghiêm túc đàn ông trung niên, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Thẩm Tu Thiên đám người trước mặt. Tên này đàn ông trung niên tên là Thẩm Nguyên, hắn là phụ thân của Thẩm Đình Ngọc, đồng dạng cũng là bây giờ Thẩm gia gia chủ, bên trong thân thể thật khí thế tại nửa bước thần đế tầng thứ. Liên quan với Diệp Thần Phong sự tình liền ngay cả Thẩm Nguyên cũng không rõ ràng, hắn đang nhìn đến Thẩm Tu Thiên khôi phục sau đó trên mặt tràn đầy khiếp sợ, không phải nói chỉ có chí tôn đan dược mới có thể để Thẩm Tu Thiên khôi phục sao. Liên tưởng đến Man Hoang Sơn Mạch có chí tôn đan dược ra đời, hắn kinh nghi bất định nhìn xem Phạm Thiên Vinh, Phạm Lão, ngài trở thành chí tôn luyện dược sư. Phạm Thiên Vinh cười khổ nói, tiểu tử ngươi cho rằng đột phá đến chí tôn là chuyện dễ dàng như vậy sao? Bọn hắn ngược lại là không để ý đến một điểm, nếu như Thẩm Tu Thiên xuất hiện, như vậy e sợ sẽ khiến cho không ít người chú ý, không ít người biết Thẩm Tu Thiên lâm vào hôn mê trong, yêu cầu chí tôn đan dược mới có thể cứu trị. Tuy nói Thẩm Tu Thiên hữu thần đế cảnh hậu kỳ thực lực, ở chính giữa giới bên trong hẳn không có uy hiếp gì rồi, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Thần Phong sự tình chả không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Phạm Thiên Vinh giải thích, lần này là Thượng Thiên phù hộ các ngươi Thẩm gia, ta tại nơi nào đó trong di tích trong lúc vô tình đã lấy được một viên hoàn hảo chí tôn đan dược, hơn nữa có giải độc hiệu quả. Nghe được Phạm Thiên Vinh giải thích, Thẩm Nguyên không nghi ngờ gì, Phạm Lão, ngài đối với ta Thẩm gia ân tình, chúng ta Thẩm gia sẽ không quên. Thẩm Nguyên rõ ràng Phạm Thiên Vinh tính cách, nếu như Phạm Thiên Vinh thật sự đột phá đến chí tôn luyện dược sư, như vậy tuyệt đối sẽ không che che giấu giấu. Hơn nữa Man Hoang Sơn Mạch cách nơi này có một đoạn lộ trình, hắn cũng không biết trước đó Thẩm Tu Biển bọn họ là thần không biết quỷ không hay rời đi. Thẩm Tu Biển nói ra, nói cho hết thảy người nhà họ Thẩm, chuyện này tạm thời không cho phép truyền đi, bằng không toàn bộ trục xuất Thẩm ra. Là, Lão Tổ, Thẩm Nguyên lập tức đi chấp hành Thẩm Tu Biển ra lệnh. Tại Thẩm Nguyên sau khi rời đi, Thẩm Tu Biển đối với Thẩm Tu Thiên, nói ra, đại ca, xem ra ngươi chả không thích hợp xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Thẩm Tu Thiên xem thường nói ra, dù sao ta trong mấy ngày qua yếu điều dưỡng thân thể. Ta về phòng trước nghỉ ngơi. Lúc này, Phạm Thiên Vinh trên người đưa tin ngọc bài lấp lánh lên, khi biết ngọc bài bên trong đưa tin nội dung sau, hắn nói ra, điên lão đầu và cuồng lão đầu đến rồi. Thẩm Tu Biển cười nói, chúng ta xuất đi gặp bạn cũ đi. Tại toàn bộ bên trong giới bên trong tổng cộng có 3 tên cửu phẩm luyện dược sư, một điên cùng một cuồng, trong đó một điên, phong lão đầu tự nhiên là Phạm Thiên Vinh rồi. Một cái điên, một điên cùng một cuồng tam lão đầu, bọn hắn lẫn nhau gặp mặt sau đó từng cái toàn bộ không chịu thua, thậm chí hội tranh được đỏ mặt tía tai, có thể nói hữu nghị giữa bọn họ một loại khác thường. Tại đi tới Thẩm gia đón khách đại sảnh lúc, ở trong đại sảnh đã ngồi 2 cái lão đầu. Trong đó một cái lão đầu ăn mặc một thân hỏa trường sam màu đỏ, hắn chính là điên lão đầu Lục Như Ý mới rồi, một cái khác trên cằm râu mép rất dài rất trắng, hắn chính là cuồng lão đầu Đoạn Quang Trí. 2 người bọn họ hiện nay tu vi toàn bộ tại thần đế cảnh trung kỳ. Đang nhìn đến Thẩm Tu Biển, Phạm Thiên Vinh cùng Thẩm Đình Ngọc sau. 2 cái này lão đầu đưa ánh mắt tập trung vào Phạm Thiên Vinh trên người. Phong lão đầu, nhìn ngươi tinh thần phấn chấn, ta an tâm. Nếu như ngươi lão đầu này so với ta đi trước một bước, đây chẳng phải là quá không thú vị. Lục Như Ý mới cười nói. Đoạn Quang Trí cũng nói, phong lão đầu, Man Hoang Sơn Mạch sinh ra chí tôn đan dược sự tình, lẽ nào ngươi không biết sao? Ta còn tưởng rằng là ngươi lão đầu này so với ta nhanh một bước, ngươi chế thuốc tại 3 người chúng ta bên trong cũng không phải tốt nhất. Bây giờ nhìn lại ngươi cũng không có đột phá đến chí tôn luyện dược sư, tại 3 người chúng ta bên trong. Ta sẽ là cái thứ nhất đột phá. Đoạn Quang Trí lời này vừa nói ra. Lục Như Ý mới cũng không mua mặt mũi, cuồng lão đầu, người ít hắn. Mẹ, ở nơi này đánh rắm.
chỉ ngươi cái kia mèo quào chế thuốc trình độ, ngươi cũng muốn cái thứ nhất bước vào chí tôn. Thẩm Tu Biển là nhìn quen rồi cảnh tượng như vậy, Lục lão đầu, Đoàn lão đầu. Các ngươi một người nói ít đi một câu, luyện dược sư đại ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu, các ngươi còn không bằng tại đại hội bên trong phân cao thấp. Nghe vậy, hai cái này lão đầu ngược lại là hơi chút dẹp loạn một cái, Lục Như Ý mới nhìn Phạm Thiên Vinh, Phong lão đầu, này cũng không giống như phong cách của ngươi, hôm nay ngươi rất kỳ quái, ngươi tại sao không có nhảy nhót tưng bừng. Tại bái sư Diệp Thần Phong sau đó Phạm Thiên Vinh tâm thái xảy ra thay đổi, hắn nói ra, điên lão đầu, ngươi cho rằng ta là con khỉ sao? Cái gì gọi là nhảy nhót tưng bừng? Các loại luyện dược sư đại hội bắt đầu, chúng ta so tài xem hư thực. Đoạn Quang Trí mở miệng nói, Phong lão đầu, ngươi vẫn ở thẩm phủ bên trong, ngươi không hiếu kỳ man hoang sơn mạch ra đời chí tôn đan dược sao? Đáng tiếc tại hai chúng ta chạy tới thời điểm, man hoang sơn mạch đã không ai rồi. Theo chúng ta suy đoán tuyệt đối không phải chúng ta bên trong giới có người bước vào chí tôn rồi, mà là thượng giới đi tới chí tôn luyện dược sư. Đây là một lần hiếm có cơ hội, nếu như có thể nhìn thấy vị chí tôn kia luyện dược sư, đạt được hắn chỉ điểm lời nói, như vậy chúng ta bước vào chí tôn trước hội thiếu đi rất nhiều đường vòng. Lục Như Ý mới đổ là xuất kỳ gật gật đầu, cuồng lão đầu nói không sai, chúng ta vẫn là đã chậm một bước. Ta nghĩ vị trí tôn kia luyện dược sư tuổi tác khẳng định tại chúng ta bên trên, chúng ta là nhận thức quá chế thuốc khó khăn, chớ nói chi là yếu bước vào trí tôn luyện dược sư rồi. Coi như là đạt được trí tôn luyện dược sư chỉ điểm, chúng ta yếu bước vào trí tôn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Phạm Thiên Vinh, Thẩm Tu Biển cùng Thẩm Đình Ngọc bọn hắn một mặt cổ quái nhìn xem Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí. Phạm Thiên Vinh cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Các ngươi nói có người có thể tại 100 tuổi trước đó bước vào chí tôn luyện dược sư sao? Nghe vậy, Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí trợn to hai mắt, bọn hắn một mặt không hiểu nhìn xem Phạm Thiên Vinh. Phong lão đầu, ngươi sẽ không phải là thật sự đã phát điên chứ? 100 tuổi trước đó đến chí tôn, ngươi là đang nằm mơ sao? Lục Như Ý mới lên tiếng. Nếu như trên thế giới này có 100 tuổi lúc trước chí tôn luyện dược sư, như vậy ta thanh đầu của ta cắt đi cho ngươi làm ghế ngồi. Đoạn Quang Trí chắc chắn nói. Hai người bọn họ hoàn toàn cho rằng Phạm Thiên Vinh là nói lời điên khùng rồi. Phạm Thiên Vinh nhìn thấy hai cái này lão đầu thái độ sau, trong lòng của hắn là liên tục cười khổ. Nếu như hắn nói cho hai cái này lão đầu, trên thế giới này có 30 tuổi chí tôn luyện dược sư, chả thật không biết bọn hắn hội là một bộ biểu cảm gì. Chương 2575 Thứ tư ấn, diệt thế. Mấy ngày lóe lên liền qua. Bên trong giới luyện dược sư đại hội khí thế hừng hực mở ra. Luyện dược sư đại hội liền ở thẩm gia chỗ ở người tu luyện thành trì cử hành, này ngược lại là để Phạm Thiên Vinh bọn hắn không cần chạy tới còn lại người tu luyện thành trì rồi. Luyện dược sư đại hội ở bên trong giới cũng coi như là một hồi thịnh hội rồi, có thể nói là bên trong giới luyện dược sư một hồi giao lưu hội. Bởi luyện dược sư địa vị rất cao, bọn họ là tất cả thế lực lớn lôi kéo đối tượng, cho nên mỗi một giới luyện dược sư đại hội, toàn bộ là do toàn bộ bên trong giới tất cả đại tông môn cộng đồng tổ chức, bọn hắn đồng thời cung cấp các loại phong phú thiên tài địa bảo, phàm là tại luyện dược sư đại hội bên trong thu được 10 người đứng đầu, toàn bộ hội có sự khác biệt trình độ khen thưởng. Đương nhiên lấy tư cách bên trong giới chế thuốc trình độ cao nhất một điên cùng một cuồng. Ba người bọn hắn lão đầu là đơn độc so tài, nếu như bọn hắn gia nhập vào tỉ thí ở trong, như vậy ba người đứng đầu nhất định sẽ bị bọn hắn cho nhận hết. Ba người bọn hắn lấy tư cách bên trong giới luyện dược sư bên trong tiền bối, bọn hắn luận bàn chính là luyện dược sư đại hội then chốt. Ở chính giữa giới còn lại luyện dược sư trong mắt, có thể quan sát ba vị này tiền bối luận bàn, đối với bọn họ tới nói có rất trọng đại ý nghĩa. Nói không chắc có thể tại quan sát bên trong thu được một số khác biệt lĩnh ngộ. Trải qua mấy ngày tỉ thí, một điên cùng một cuồng này ba cái lão đầu đồ đệ tại luyện dược sư đại hội bên trong hiển lộ tài năng. Ngày mai sẽ là luyện dược sư đại hội cuối cùng một ngày rồi, ngoại trừ có này ba cái lão đầu then chốt bên ngoài, còn có thể cử hành một hồi thịnh đại buổi đấu giá, đây là mỗi một giới luyện dược sư đại hội thông lệ. Một cái cuộc bán đấu giá cùng với bình thường phổ thông buổi đấu giá không giống, chỗ bán đấu giá toàn bộ là luyện dược sư cần thiên tài địa bảo, hơn nữa mỗi một dạng thiên tài địa bảo năm toàn bộ không thấp.
bình thường là trên vạn năm năm. Đối với luyện dược sư tới nói dùng tiền dễ dàng, kiếm tiền cũng dễ dàng. Luyện dược sư luyện chế đan dược sẽ không có nguồn tiêu thụ, cho nên bọn hắn không cần khổ não không có tiền. Nhưng là muốn tại chế thuốc một đường thượng không ngừng tăng lên, cần phải không ngừng thử nghiệm luyện chế các loại đan dược. Vậy thì làm lãng phí các loại linh thảo rồi. Mà trong những ngày qua, Diệp Thần Phong một mực nằm ở bế quan trạng thái, tự từ ngày đó tất cả mọi người rời khỏi mật thất sau, hắn liền tiến vào bên trong tiểu thế giới. Tuy nói hắn đối bên trong giới luyện dược sư đại hội có phần hứng thú, nhưng đối với hắn mà nói càng quan trọng hơn là đem Long Thần Phiên Thiên Ấn bên trong đệ tử ấn cho tu luyện được, như vậy hắn đi hướng thượng giới sau đó hắn thì càng thêm có niềm tin rồi. Giờ khắc này, hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần Phong thân ở trong tiểu thế giới một chỗ nơi hẻo lánh, bởi vì không muốn bị quấy rầy tu luyện, cho nên hắn lựa chọn tại trong tiểu thế giới tối góc hẻo lánh bên trong. Bây giờ tiểu thế giới diện tích sớm đã trở nên rộng lớn vô cùng. Diệp Thần Phong thân ở một tòa núi cao thật lớn trước. Này tòa núi cao thẳng chọc vào vân. Đứng ở dưới chân núi Diệp Thần Phong, toàn thân hắn quần áo có phần phá lạt, cả người trên người cũng dính đầy cho bụi. Tại chung quanh hắn nguyên bản có cũng còn tốt nhiều tòa núi cao, bây giờ bốn phía lại là rất nhiều đá vụn phế tích. Diệp Thần Phong thủ trưởng lần nữa bắt đầu trở mình quay vòng lên. Bàn tay phải thượng khí thế bỗng nhiên bốc hơi mà lên. Long Thần Phiên Thiên Ấn. Một ấn nhưng phiên hải. Hai ấn nhưng hám địa. Ba ấn khả phá thiên. Trải qua mấy ngày không ngừng tu luyện, hắn đối với ba ấn lý giải là càng thêm thuần thục rồi. Tại đệ nhất ấn ngưng tụ sau đó hắn lập tức ngưng tụ lại đệ nhị ấn, bàn tay hắn thượng thật khí thế tăng vọt. Bài sơn đảo hải uy năng tại bàn tay phải bạo phát. Trước đó hai bàn tay nhục thân cường độ tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong, quả nhiên là có phi thường tác dụng to lớn, nguyên bản tại dung hợp đệ nhất ấn cùng đệ nhị ấn thời điểm. Bàn tay của hắn sẽ có một loại xé rách đau đớn, hơn nữa bây giờ bàn tay của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng đệ nhất ấn cùng đệ nhị ấn dung hợp. Đệ nhất ấn cùng đệ nhị ấn thuận lợi dung hợp. Diệp Thần Phong không gian chung quanh thay đổi bất ngờ, đệ nhất ấn cùng đệ nhị ấn dung hợp, một loại cực kỳ khủng bố sức mạnh. Tại bàn tay phải của hắn bên trong quay về lên. Một loại quay về sức mạnh nhanh chóng từ trong lòng bàn tay của hắn khuếch tán ra chỉ là quay về sức mạnh dư âm mà thôi, đang trùng kích đến trước mặt tòa kia cao vút trong mây trên núi sau. Két, 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 thanh âm, dày đặc trong không khí vang vọng ra. Chỉ thấy trên núi xuất hiện từng cái rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, theo thời gian trôi đi. Trên núi vết rạn nứt tại không ngừng mà mở rộng. Oanh, một tiếng, cả tòa cao vút trong mây ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Chỉ là hai ấn hợp nhất trong đó uy năng từng tia một dư âm mà thôi, liền trực tiếp đem một tòa cao vút trong mây cao sơn oanh kích sụp đổ. Diệp Thần Phong không để ý chút nào trước mặt sụp đổ cao sơn. Hắn trong con người vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, đệ tam ấn cũng bắt đầu hòa vào trước hai ấn chi bên trong. Tại đây mấy ngày bên trong. Diệp Thần Phong đem trước hai ấn dung hợp phi thường thuần thục. Chỉ tiếc đệ tam ấn lại chậm chạp dung hợp không vào được. Hắn khống chế cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận. Đệ tam ấn bắt đầu từ từ hòa vào trước hai ấn bên trong. Hắn khống chế càng thêm cẩn thận, không thể ra bất kỳ cái gì một chút lầm lỗi. Bàn tay hắn bên trong uy năng điên cuồng tăng vọt, lông mày của hắn nhíu càng gia tăng hơn rồi, lòng bàn tay bên trong lần thứ hai xuất hiện từng cái vết máu rồi. Từng tia tiên huyết bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra. Sức mạnh cuồng bạo tại lòng bàn tay của hắn bên trong mạnh mẽ đâm tới, hắn thật chặt khống chế trong lòng bàn tay uy năng, xương của hắn cũng có một loại cũng bị nghiền ép nát tan thống khổ cảm giác. Chỉ là kiên trì. Đệ tam ấn đang từ từ hòa vào trước hai ấn bên trong rồi. Bốn phía không gian càng ngày càng vặn vẹo, đột nhiên nứt ra rồi từng đạo to lớn màu đen vết xước. Giữa bầu trời cũng nứt ra rồi từng cái lớn vô cùng hố đen, như cùng là quái thú mở ra bồn máu của chính mình miệng lớn. Rốt cuộc đệ tam ấn hoàn toàn dung nhập vào trước hai ấn bên trong, sau lưng Diệp Thần Phong xuất hiện một cái lớn vô cùng giấu bàn tay hư ảnh. Cuối cùng cũng coi như không có thất bại rồi. Đây là hắn lần thứ nhất đem ba ấn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Hắn bàn tay phải trên có một cỗ vô cùng kinh khủng uy năng ngưng tụ. Tiểu thế giới không gian cùng mặt đất kịch liệt bắt đầu run rẩy.
Bầu trời nhanh chóng tối lại. Chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ trời đất trở nên tối mờ mịt một mảnh, có một loại bão táp tiến đến trước xu thế. Diệp Thần Phong bàn tay phải thượng ngưng tụ ba ấn hợp nhất, tiên huyết đã đem hắn chỉnh bàn tay cho nhiễm đỏ. Bàn tay hắn run lên. Ngưng tụ tại bàn tay hắn thượng khủng bố uy năng đang từ từ tản đi, tuy nói này là lần đầu tiên dung hợp ba ấn hợp nhất, nhưng vẫn là khi hắn trưởng khống trong phạm vi, hắn đoán chừng không ra một trưởng này bên trong cụ thể power, nhưng tuyệt đối sẽ không nhỏ, hắn cũng không muốn tại trong tiểu thế giới thi triển, nhất định sẽ phá hoại trong tiểu thế giới hoàn cảnh. Hơn nữa một trưởng này đủ khiến thiên địa biến sắc, trong đó power có thể tưởng tượng được. Tại tản đi một trưởng này sau đó Diệp Thần Phong sắc mặt có chút tái nhợt, muốn thuần thục sử dụng tới ba ấn hợp nhất, đối với hắn mà nói chả nhất định muốn nhiều hơn tu luyện. Tiểu thế giới bầu trời từ từ khôi phục nguyên bản màu sắc. Diệp Thần Phong nhìn mình máu me đầm đìa thủ trưởng, hắn tự nói, một trưởng này có hủy thiên diệt địa uy năng, về sau này Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn tự kêu là diệt thế đi. Chương 2576, đến từ thượng giới lệnh truy nã. Diệp Thần Phong miễn cưỡng có thể sử dụng tới Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn diệt thế sau. Hắn từ hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới về tới trong mật thất, đang đi ra mật thất thời điểm, Long Cao Nguyên vẫn cứ tại bên ngoài mật thất canh gác, nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó hỏi hắn, tộc trưởng, ngài tu luyện thế nào rồi? Diệp Thần Phong gật đầu nói, xem như là lĩnh ngộ ra đệ tứ ấn rồi, miễn cưỡng có thể mang đệ tứ ấn triển khai ra, nhưng cụ thể power còn cần chờ đợi nghiệm chứng. Phảng phất đã sớm đoán được Diệp Thần Phong có thể lĩnh ngộ ra đệ tứ ấn rồi, Long Cao Nguyên không có quá mức ngạc nhiên, tại Diệp Thần Phong trên người từng thấy nhiều như vậy kỳ tích, dưới cái nhìn của hắn nếu như Diệp Thần Phong không cách nào lĩnh ngộ ra đệ tứ ấn, như vậy hắn hẳn là mới sẽ kinh ngạc. Tộc trưởng, đệ tứ ấn power tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Long Cao Nguyên khẳng định nói. Diệp Thần Phong hỏi, mấy ngày nay có chuyện gì hay không phát sinh? Long Cao Nguyên hồi đáp, ta một mực tại nơi này canh gác, cũng không có nghe nói có những gì đặc thù sự tình phát sinh. Đang xác định tất cả bình thường sau đó Diệp Thần Phong cùng Long Cao Nguyên nhất khởi đi ra phía ngoài. Tại hai người bọn họ đi ra mật thất phạm vi sau, Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Giữa bầu trời treo một cái lửa nóng thái dương, chỉnh phiến thiên không lam có chút quá mức, vi vi nheo mắt lại. Diệp Thần Phong cảm giác ở trên bầu trời có một cỗ năng lượng đang lưu động, hắn năng lực cảm ứng phi thường nhạy cảm, thậm chí yếu vượt qua thần đế cảnh trung kỳ Long Cao Nguyên. Long Cao Nguyên đang nhìn đến Diệp Thần Phong ánh mắt ngưng trọng sau đó hỏi hắn, tộc trưởng, có chỗ gì không đúng sao? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, người có cảm giác hay không vùng trời này có chút không đúng lắm. Nghe vậy, Long Cao Nguyên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xanh thẳm thiên không. Cảm nhận của hắn lực nhất thời bên ngoài thả ra, tại tỉ mỉ cảm ứng nửa ngày trời sau, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, tộc trưởng. Ở trên bầu trời có một cổ quái dị sức mạnh đang lưu động, nếu như ta không đi cẩn thận cảm ứng lời nói. Ta căn bản vô pháp phát hiện nguồn sức mạnh này. Tại Long Cao Nguyên dứt tiếng thời khắc. Bên trong giới bầu trời như nước sông bình thường nhộn nhạo ra, một tầng lại một tầng sức mạnh tại trên bầu trời khuếch tán. Rất nhanh. Ba tấm mặt người tại trên bầu trời hiện lên, dường như ba bức chân dung bình thường trong đó một bức họa như rõ ràng là Diệp Thần Phong dáng dấp, mặt khác hai bức nhưng là Lão Bạch cùng Lão Hắc dáng dấp. Tại đây ba bức lớn vô cùng chân dung hiện ra ở trên trời sau đó lại có một cái to lớn hà chữ tại chân dung bên cạnh hiển hiện. Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhăn lại, hắn tự nói, xem ra hà không thắng không kịp đợi yếu đối với chúng ta động thủ. Tuy nói Diệp Thần Phong không rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng nhất định là hà không thắng làm ra tới. Này ba bức lớn vô cùng chân dung, toàn bộ bên trong giới toàn bộ có thể nhìn thấy. Bên trong giới người tu luyện đang nhìn đến thiên dị tượng trên không trung sau đó thần sắc của bọn họ lập tức trở nên nghiêm túc, bọn hắn thanh sở thiên không bên trong xuất hiện chân dung ý vị như thế nào. Đây là thượng giới hà gia ban bố lệnh truy nã, phải biết tại toàn bộ thần nguyên giới hạ giới. Bên trong giới cùng thượng giới bên trong, hà gia là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, hà gia ban bố lệnh truy nã có thể xuyên suốt tam giới, về khoảng cách một lần hà gia tuyên bố lệnh truy nã, đã qua tốt mấy vạn năm chứ. Bây giờ hà gia lần nữa tuyên bố lệnh truy nã, không thể nghi ngờ là tại toàn bộ bên trong giới bên trong đưa tới sóng lớn mênh mông.
Ba người này đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn dĩ nhiên có thể để cho Hà gia tuyên bố lệnh truy nã. Cũng không biết ba người này tại thực lực ra sao. Hà gia ban bố không phải tử lệnh, nói cách khác nếu như có thể bắt sống ba người bọn họ giao cho Hà gia lời nói. Tuyệt đối có thể đạt được Hà gia phong phú tưởng thưởng. Ta xem ba người này không phổ thông, bằng không Hà gia làm sao sẽ đối với bọn họ tuyên bố lệnh truy nã. Phải biết Hà gia lệnh truy nã không phải là tùy ý hội tuyên bố đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong giới bên trong là nghị luận sôi nổi, mà Thẩm gia chỗ ở người tu luyện thành chỉ càng thêm náo nhiệt. Lúc trước Lão Bạch cùng Lão Hắc từ hạ giới đi tới bên trong giới, bọn hắn là xuất hiện ở tòa thành trì này. Mà Diệp Thần Phong đi theo Phạm Thiên Vinh bọn hắn đi tới nơi này, cũng là được rất nhiều người tu luyện từng thấy, cho nên nói tòa thành trì này bên trong người tu luyện là càng thêm sôi trào. Hà gia lệnh truy nã bên trong, trong đó hai người thật giống như chính là theo như đồn đãi viễn cổ năm gia tộc lớn Ngô gia Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang gia Giang Vận Thiên, ta nghe nói lúc trước Hà đế cùng hai vị này thiên tài có quan hệ, bây giờ Hà gia ban bố lệnh truy nã. Xem ra lúc trước xuất hiện ở nơi này nhất định là Ngô gia cùng Giang gia năm đó thiên tài rồi. Lệnh truy nã bên trong tiểu tử kia cũng có chút quen thuộc A Hát, chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào tiểu tử này. Tiểu tử này không là trước kia đi theo Phạm lão đồng thời đi vào chúng ta nơi này sao? Tiểu tử này làm sao sẽ được Hà gia truy nã? Không sai, chính là cái này tiểu tử, hắn hiện tại hẳn là ở tại Thẩm gia bên trong. Bây giờ có gì nhà lệnh truy nã, Phạm lão cho dù cùng tiểu tử này có quan hệ. Hắn cũng không giữ được tiểu tử này, mà Thẩm gia càng không thể vì tên tiểu tử này, mà đi đắc tội Hà gia, yếu biết đắc tội Hà gia hậu quả, Thẩm gia rất có thể sẽ bị diệt tộc. Vậy chúng ta vẫn chờ làm gì? Cùng đi Thẩm gia muốn người, Hà gia lệnh truy nã nhưng không bình thường, Phạm là có thể giúp Hà gia lùng bắt lệnh truy nã bên trong người, Hà gia sẽ dành cho dày nặng tưởng thưởng. Kết quả là, ở tòa này người tu luyện trong thành trì cường giả, bọn hắn dồn dập hướng về Thẩm gia đạp không mà đi, từng cái đem tốc độ phát vung tới cực hạn, chỉ lo chậm một bước liền súp đều không uống được một cái. Mà lúc này Thẩm gia bên trong, Thẩm gia đại sảnh bên ngoài trong nhà, Thẩm Tu Biển, Phạm Thiên Vinh, Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí bọn người tại. Điên lão đầu Lục Như Ý mới cùng cuồng lão đầu Đoạn Quang Trí chưa từng thấy Diệp Thần Phong. Bọn hắn nghi ngờ nhìn lên bầu trời bên trong Hà gia ban bố lệnh truy nã. Trong đó Lục Như Ý mới lên tiếng, thượng giới Hà gia ban bố lệnh truy nã, ba người này ngược lại là có chút bản lĩnh. Đoạn Quang Trí cũng nói, đáng tiếc A Hát, tại thần nguyên giới bên trong, không có ai có thể chạy ra Hà gia truy sát, bây giờ Hà gia liền lệnh truy nã đều làm đi ra rồi, e sợ tại thần nguyên giới có không ít tông môn nguyện ý vì Hà gia ra sức. Ba người này không tốn thời gian dài liền sẽ rơi vào Hà gia trong tay. Thẩm Tu Biển cùng Phạm Thiên Vinh bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong rõ ràng sẽ cùng thượng giới Hà gia có cửu oán. Hơn nữa Hà gia còn vì này ban bố lệnh truy nã. Trong lòng bọn họ vô cùng nghiêm nghị, bọn hắn rõ ràng Hà gia lệnh truy nã không phải là đùa giỡn, lấy năng lực của bọn họ tại Hà gia trước mặt căn bản là nhỏ yếu con kiến. Nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không làm được phản bội, hoặc là từ bỏ Diệp Thần Phong sự tình đến. Tại Phạm Thiên Vinh trong mắt, Diệp Thần Phong là sư phụ của hắn không làm được khi sư diệt tổ sự tình đến. Mà ở Thẩm Tu trong hải nhãn, Diệp Thần Phong là bọn hắn Thẩm gia ân nhân, hắn cũng không thể trở mặt vô tình. Bỗng nhiên trong lúc đó, cảm giác được từ bốn phương tám hướng có từng đạo thật khí thế đang áp sát, sắc mặt của bọn họ trở nên càng thêm khó coi. Chương 2577, lựa chọn. Phong lão đầu, chuyện gì thế này? Thật giống có làm nhiều khí thế mạnh mẽ đang áp sát nơi này. Lục Như Ý mới cau mày hỏi. Đoạn Quang Trí đồng dạng là cảm giác được không đúng. Phong lão đầu, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Phạm Thiên Vinh cười khổ một tiếng, nói, Hà gia lệnh truy nã bên trong người trẻ tuổi kia, hắn bây giờ liền ở Thẩm gia bên trong. Lúc trước có không ít người tu luyện nhìn thấy hắn đến Thẩm gia. Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí lúc này mới chợt hiểu ra, đã minh bạch tại sao có rất nhiều cường giả đang áp sát nơi này. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Khiến thượng giới Hà gia đều phát ra lệnh truy nã. Lục Như Ý mới nhìn Thẩm Tu Biển nói ra, Trầm lão đầu,
cái này nước đục các ngươi Thẩm gia cuối cùng không nên liên quan đến, không cẩn thận, các ngươi Thẩm gia liền sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Thẩm Tu Biển ngưng trọng nói ra, hắn là chúng ta Thẩm gia ân nhân, chúng ta Thẩm gia tuyệt đối sẽ không làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình đến. Phạm Thiên Vinh cũng biết chuyện đến nước này, có chuyện không cần thiết giấu giếm nữa rồi, hắn rõ ràng Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí tính cách, nếu như hai người bọn họ nguyện ý xuất thủ, phiền phức như vậy hội nhỏ hơn không ít. Dù sao thêm vào chính hắn, ba người bọn hắn chính là bên trong giới nội mạnh nhất luyện dược sư, có không ít cường giả đã từng đều thiếu nợ ân tình của bọn họ, nếu như bọn hắn mở miệng lời nói, những cường giả kia nên cho bọn họ một bộ mặt. Tuy nói thức tỉnh Thẩm Tu Thiên, hắn có thần đế cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, đối mặt Hà gia lệnh truy nã, đủ khiến bên trong giới phần lớn cường giả toàn bộ vì hiệu lực rồi. Cảm giác càng ngày càng áp sát từng đạo khí thế, Phạm Thiên Vinh nói ra, người trẻ tuổi này là sư phụ của ta, hắn là một gã thứ thiệt chí tôn luyện dược sư. Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí không muốn giao du với kẻ xấu, bọn hắn cũng là có ý tốt nhắc nhở Thẩm Tu Biển. Nhưng ai biết Thẩm Tu Biển dĩ nhiên ra sức bảo vệ tiểu tử này, hơn nữa Phạm Thiên Vinh nói cái gì? Dĩ nhiên nói tiểu tử này là chí tôn luyện dược sư. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ là chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại, bọn hắn căn bản vô pháp tin tưởng Phạm Thiên Vinh theo như lời nói. Thẩm Tu Biển cũng nói, Phạm Lão Đầu nói không sai, ân công đích thật là chí tôn luyện dược sư. Nghe được Thẩm Tu Biển lặp lại sau, Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí mãnh liệt hồi phục thần trí. Phong Lão Đầu, Trầm Lão Đầu, các ngươi muốn đem hai chúng ta kéo xuống nước. Cũng không đến nỗi sắp xếp ra chuyện buồn cười như vậy chứ. Lục Như Ý mới ngưng lông mày nói ra. Phạm Thiên Vinh biểu lộ làm nghiêm túc, các ngươi cho là ta sẽ đem loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Chế thuốc ở trong lòng ta vẫn là thần thánh một chuyện. Vẫn là ta suốt đời theo đuổi, sư phụ ta đích thật là chí tôn luyện dược sư, mà sư phụ ta bây giờ chỉ có 30 tuổi. Ban đầu ở Man Hoang Sơn mạch chế thuốc chính là ta sư phụ, loại kia ra đời chí tôn đan dược là sư phụ ta luyện chế ra tới, đây chính là ta sư phụ luyện chế vô cực phá nguyên đan. Phạm Thiên Vinh đem trước Diệp Thần Phong cho hắn một viên thuốc lấy ra, hắn tiếp tục nói, đây là ta tận mắt nhìn thấy, lẽ nào vẫn sẽ có sai lầm sao? Các ngươi hai lão không nên lấy thường nhân nhãn quang đối xử sư phụ ta ngoại trừ là chí tôn luyện dược sư. Tu vi của hắn cũng đến thần đế cảnh sơ kỳ rồi. Thử nghĩ một hồi, từ hỗn độn thời đại cho tới bây giờ, có ai có thể tại 30 tuổi thì có bậc này thành tựu? Ta xem Hà gia là lo lắng sư phụ ta quật khởi, tương lai thay thế hắn Hà gia vị trí. Nghe được Phạm Thiên Vinh một câu lại một câu lời nói sau. Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí là trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là nhìn thấy Phạm Thiên Vinh trong tay một viên chí tôn đan dược, trong bọn họ tâm là không muốn tin tưởng, nhưng bọn họ cũng biết Phạm Thiên Vinh không cần thiết nói dối, bọn hắn cùng Phạm Thiên Vinh quen biết không ít năm tháng. Nếu Hà gia muốn thông tập sư phụ của ta, như vậy ta Phạm Thiên Vinh há lại sẽ rất sợ chết. Hai người các ngươi không muốn bị liên lụy, các ngươi liền chính mình rời đi đi. Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí nghe được Phạm Thiên Vinh lời nói, bọn hắn lập tức không vui lên, trong đó Lục Như Ý mới lên tiếng, Phong Lão Đầu. Ngươi đem chúng ta xem thành người nào, vừa vặn là ta nhất thời nói sai. Ta đột phá đến chí tôn luyện dược sư xa xa khó vời, nếu như kiếp này không cách nào đột phá đến chí tôn, như vậy ta sống cũng không có quá lớn ý tứ, có thể làm cho một tên chí tôn luyện dược sư thiếu ta một phần ân tình, cái này buôn bán có lời. Đoạn Quang Chí cũng nói, ta cũng lưu lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Bây giờ liền chí tôn đan dược cũng luyện chế ra đến rồi, như vậy Thẩm Tu Thiên cần phải cũng khôi phục chứ. Có như thế một cái thần đế cảnh hậu kỳ tu vi người, lại tăng thêm chúng ta ở nơi này, chí ít hôm nay không có vấn đề quá lớn. Tại Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí lựa chọn lưu lại giúp một tay thời điểm. Từng đạo thật khí thế trong nháy mắt tràn ngập tiến vào thẩm phủ bên trong. Những kia đến đây cường giả. Bọn hắn căn bản không có thông báo, trực tiếp đồng thời đạp không tiến vào thẩm gia bên trong. Cuối cùng xuất hiện tại Thẩm Tu Biển cùng Phạm Thiên Vinh đám người trước mặt. Thẩm Tu Biển lạnh giọng quát lên, các vị, các ngươi cứ như vậy xông vào chúng ta thẩm gia. Các ngươi có biết hay không cái gì gọi là quy củ? Thẩm Tu Biển, ngươi đừng cho chúng ta làm bộ,
Hà ra lệnh truy nã bên trong tiểu tử kia, bây giờ liền tại các ngươi Thẩm ra bên trong, vội vàng đem tiểu tử kia cho giao ra đây, lẽ nào các ngươi Thẩm ra muốn trở thành bên trong giới công địch sao? Lẽ nào các ngươi muốn cùng thượng giới Hà ra đối nghịch sao? Nếu như các ngươi Thẩm ra thanh tiểu tử kia giao ra đây, hay là chuyện này còn có thể trở nên bình lặng, bằng không hôm nay các ngươi Thẩm ra cũng sẽ bị rời bình. Đối mặt bốn phía cường giả nhất ngôn nhất ngữ. Phạm Thiên Vinh, Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí lông mày một mực nhíu. Bạch Lão Tam, còn nhớ năm đó là ai luyện chế đan dược đem ngươi cái mạng này cho cứu trở về đấy sao? Bây giờ ngược lại là ở nơi này kêu gào. Nếu như ngươi còn nhớ phần ân tình này, cái kia lập tức cho ta rời đi Thẩm ra. Lục Như Ý mới quay về trong đó một cái thần đế cảnh trung kỳ lão đầu quát lên. Tôn lão đầu, 100 năm trước, ta hao phí không ít tinh lực, giúp ngươi luyện chế ra một viên thuốc, giúp ngươi đột phá bình cảnh, ngươi đã nói thiếu ta một phần ân tình, hiện tại có phải không nên trả lại? Về sau đừng cho ta đến Thẩm ra gây phiền phức, Đoạn Quang Chí cũng quát lên. Tiếp lấy Phạm Thiên Vinh cùng hai người bọn họ cũng giống nhau như đúc. Tại bọn hắn này ba cái lão đầu khiển trách, trong đó có một phần lớn cường giả, bọn hắn toàn bộ sắc mặt đỏ lên lui về phía sau đi rồi, biểu thị sẽ không tham dự vào chuyện ngày hôm nay bên trong đến. Thế nhưng, chả có mấy danh thần đế cảnh trung kỳ lão giả, bọn hắn không lui về phía sau chút nào ý tứ, dưới cái nhìn của bọn họ có thể ít đi nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, này đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, càng là ít người, bọn hắn được chia lợi ích thì càng nhiều. Ta Hoa Nam Minh cũng không có thiếu nợ các ngươi ân tình, hôm nay các ngươi nhất định phải đem Hà gia truy nã tiểu tử kia giao ra đây, ba người các ngươi ở chính giữa giới tính một nhân vật, nhưng đã đến thượng giới bên trong đi, các ngươi tính là thứ gì? Thượng giới nhưng là có chí tôn luyện dược sư tồn tại, lại dám cùng thượng giới Hà gia đối nghịch, các ngươi là tại ngại mạng của mình quá dài sao? Trong đó một cái thân mặc áo bào trắng thần đế cảnh trung kỳ lão giả, khóe miệng hắn liên tục cười lạnh. Hắn không sợ Thẩm ra, tuy nói có không ít người lui về phía sau, nhưng hắn bên này thần đế cảnh trung kỳ cường giả, vẫn là nhiều Thẩm tu biển bọn hắn. Chương 2578, chạy mất dép. Tại một chúng cường giả tiến vào Thẩm ra bên trong sau. Thẩm ra trưởng lão cùng đệ tử cũng tập trung đến nơi này, lúc trước Diệp Thần Phong tiến vào Thẩm ra, có không ít người nhà họ Thẩm từng thấy. Cho nên... Thẩm ra những người còn lại mặc dù nói không rõ ràng Diệp Thần Phong lai lịch, nhưng bọn họ cũng biết Diệp Thần Phong đang lúc bọn hắn Thẩm ra bên trong. Thẩm ra người nhìn thấy khí thế hung hăng Hoa Nam Minh nhóm cường giả, trong lòng bọn họ không có quá nhiều lo lắng, ngoại giới không biết Thẩm tu thiên thức tỉnh sự tình, nhưng trong Thẩm ra cơ hồ là người người biết rõ rồi, cho nên chỉ ít trước mặt những này thần đế cảnh trung kỳ cường giả, tại Thẩm tu thiên trước mặt còn chưa đáng kể đây này. Chỉ bất quá thượng giới Hà gia có phần vướng tay chân, người nhà họ Thẩm cũng không biết Thẩm tu biển tại sao phải đảm bảo Diệp Thần Phong. Nhưng trong Trầm gia bộ một mực vô cùng đoàn kết, có thể nói là một cái một lòng gia tộc. Thẩm tu biển nhìn xem Thẩm gia trưởng lão cùng đệ tử, hỏi hắn, các ngươi là yếu lui ra Thẩm gia, cùng Thẩm gia thoát ly quan hệ đâu này? Hay là muốn lưu lại cùng Thẩm gia cùng chung hoạn nạn? Tại Thẩm tu biển dứt tiếng sau. Ở đây người nhà họ Thẩm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn không hẹn mà cùng hô, cùng chung hoạn nạn, cùng chung hoạn nạn. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ trời đất. Chính lúc này, Diệp Thần Phong cùng Long Cao Nguyên cũng đến nơi này, bọn hắn ở trong bóng tối quan sát một ít thời gian, Thẩm tu biển cùng Phạm Thiên Vinh đám người không để cho hắn thất vọng, nếu chuyện nguyên nhân là hắn, như vậy hắn không có lý do gì ẩn núp không ra ngoài. Tại Diệp Thần Phong cùng Long Cao Nguyên xuất hiện sau đó những cường giả kia liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần Phong, đặc biệt là Hoa Nam Minh các loại không muốn thối lui một bước thần đế cảnh trung kỳ cường giả, ánh mắt của bọn họ là thật chặt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Hoa Nam Minh nhóm cường giả trong con người vẻ mặt trở nên rực nóng lên, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong là leo lên Hà gia cơ hội, chỉ cần có thể cùng Hà gia có chút quan hệ, này đối với bọn hắn tới nói là một cái cực kỳ to lớn cơ duyên. Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí đồng dạng là quan sát Diệp Thần Phong, bọn hắn thực sự không thể tin được như thế một người trẻ tuổi dĩ nhiên sẽ là chí tôn luyện dược sư. Bất quá, lúc này Diệp Thần Phong không có ẩn giấu bên trong thân thể thật khí thế rồi, cho nên Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí có thể rõ ràng cảm giác được,
Diệp Thần Phong thực lực xác thực tại thần đế cảnh sơ kỳ. Nếu như Diệp Thần Phong đúng là chí tôn luyện dược sư, chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó, sau đó hai người bọn họ liền có thỉnh giáo Diệp Thần Phong cơ hội rồi. Trong lòng bọn họ có không ít chế thuốc thượng vấn đề chậm chạp không cách nào mở ra. Những kia lựa chọn lui về phía sau cường giả, bọn hắn nhiều nhất chỉ là không tham dự vào, bọn hắn cũng không có dũng khí cùng Hà Gia làm đúng đấy. Dù sao Hà Gia tại thần nguyên giới địa vị, chỉ ít hiện nay là không có thế lực kia có thể mang hắn dao động. Hoa Nam Minh nhóm cường giả bọn hắn không kịp đợi đem người bên trong thật khí thế bão tố được đưa lên. Thẩm Tu Biển, thức thời lời nói liền lui lại, dùng các ngươi Thẩm gia thêm vào Phạm Thiên Vinh bọn hắn, ngươi cho rằng liền chống đỡ được chúng ta. Hoa Nam Minh ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Nhưng lại tại Hoa Nam Minh muốn cái thứ nhất triển khai công kích thời điểm, một đạo nhẹ bỗng âm thanh ở trong không khí vang vọng ra, lại tăng thêm ta đâu này. Thẩm Tu Thiên thân ảnh đột nhiên tại Diệp Thần Phong bên cạnh hiện lên. Trải qua mấy ngày thời gian điều dưỡng, thân thể của hắn là hoàn toàn khôi phục, bên trong thân thể thần đế cảnh hậu kỳ hùng hậu khí thế phun trào. Thẩm Tu Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Này làm cho Hoa Nam Minh dưới chân bước chân dừng lại, còn lại cường giả cũng dồn dập nhíu mày đến. Không phải nói Thẩm Tu Thiên nhất thẳng rơi vào hôn mê sao? Yêu cầu chí tôn đan dược mới có thể đem hắn cứu trị trở về. Nhưng hôm nay Thẩm Tu Thiên làm sao sẽ căn bản không có chuyện gì. Hoa Nam Minh sắc mặt hơi khó coi, bây giờ không phải cân nhắc những chuyện này lúc, có Thẩm Tu Thiên tại, bọn hắn muốn bắt được Diệp Thần Phong, đây căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng sự tình đến trình độ này, Hoa Nam Minh bọn hắn từ bỏ, quả thực có phần đáng tiếc. Hoa Nam Minh nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, ngươi lẽ nào muốn liên lụy Thẩm gia cùng Phạm Thiên Vinh bọn hắn sao? Ngươi ra sao ra muốn thông tập người, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Như vậy tối thiểu sẽ không liên lụy đến người ở bên cạnh, ngươi nói xem. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, muốn ta bó tay chịu trói cũng được, nếu như ngươi có thể đỡ lấy ta một trường, như vậy ta mặc cho ngươi xử trí, không cần Thẩm gia bọn hắn nhúng tay, ta lấy võ đạo chi tâm phát thệ. Diệp Thần Phong đang lo không ai cho hắn thí nghiệm một cái đệ tử ấn diệt thế power ư. Hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt. Ân công, này tuyệt đối không thể a hát, ngươi không cần phải lo lắng sẽ liên lụy chúng ta. Thẩm Tu Thiên lập tức nói ra. Nghe được Thẩm Tu ngày khuyên bảo, Hoa Nam Minh cũng cảm giác được Diệp Thần Phong tại thần đế cảnh sơ kỳ thực lực, nếu Thẩm Tu Thiên khuyên Diệp Thần Phong. Như vậy hắn đối Diệp Thần Phong khẳng định không có lòng tin. Hắn đường đường thần đế cảnh trung kỳ cường giả, chẳng lẽ còn không đón được một cái thần đế cảnh sơ kỳ tiểu tử một trưởng sao? Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Thẩm Tu Thiên, ngươi cũng nghe được, tiểu tử này không cần các ngươi che chở, lão phu liền đến tự mình đón hắn một trưởng. Hoa Nam Minh lãnh đạm cười nói. Diệp Thần Phong không quan tâm Thẩm Tu Thiên bọn hắn khuyên can, hắn trực tiếp đi ra, không có quá nhiều phí lời, bàn tay phải đã là trở mình quay vòng lên. Đệ nhất ấn trong nháy mắt tại trên bàn tay ngưng tụ mà thành. Sát theo đó, đệ nhị ấn cũng đang hòa vào trong đó, Diệp Thần Phong động tác phi thường thông thạo, đệ nhị ấn liền một cái hô hấp cũng không có đến, liền dung nhập vào đệ nhất ấn bên trong rồi. Tại bắt đầu hai ấn dung hợp sau đó Diệp Thần Phong trong bàn tay uy năng trở nên khủng bố lên, từ trong đó tản ra dư âm liền để bốn phía cường giả liên tục biến sắc. Không đứng nơi xa Hoa Nam Minh. Hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong một trưởng này bên trong power sau, hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Bất quá, này điểm lực lượng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, chính hắn cũng có không ít lá bài tẩy, tiểu tử, muốn dựa vào một trưởng này thương tổn được ta. Ngươi ít nằm mộng ban ngày rồi, ngươi. Chỉ nghe tiếng nói của hắn bỗng nhiên kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì Diệp Thần Phong không có đem một trưởng này đánh ra, mà là tại một trưởng này bên trên lại tại ngưng tụ sức mạnh. Đệ tam ấn đang nhanh chóng hòa vào trước hai ấn bên trong. Đem đệ tam ấn hòa vào, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói so sánh miễn cưỡng, cho nên tốc độ của hắn chậm một chút. Tại đệ tam ấn từ từ hòa vào sau. Không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo lên, từng đạo màu đen vết xước tại không gian bên trong phá tan rồi. Mà giữa bầu trời cũng nhiều thêm từng cái hắc động thật lớn, chỉnh phiến thiên không bỗng nhiên trở nên tối lại,
tại Diệp Thần Phong lưng sau ngưng tụ ra một cái lớn vô cùng thủ trưởng hư ảnh. Dưới đất là không ngừng run rẩy động lên. Diệp Thần Phong bàn tay phải trên có nhất cổ hủy thiên diệt địa uy năng, một bên Thẩm Thu Thiên thấy thế, trong lòng của hắn cũng tràn đầy nghiêm nghị cùng một tia e ngại, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong một trưởng này bên trong power thật là đáng sợ. Nguyên bản tự tin vô cùng Hoa Nam Minh, hắn tại cảm giác được một trưởng này uy năng sau, hắn suýt chút nữa sợ đến thất lạc hồn phách, hắn không thể tin được một cái thần đế cảnh sơ kỳ tiểu tử, có thể thi triển bực này uy năng chiêu thức. Hắn căn bản không đón được một trưởng này. Hắn hoàn toàn mất đi đối mặt một trưởng này dũng khí, bóng người bay thẳng đến Thẩm gia bên ngoài lao đi rồi. Hắn lựa chọn chạy mất dép. Diệp Thần Phong sao lại khiến hắn toại nguyện, hắn một trưởng đột nhiên vỗ ra, Long Thần Phiên Thiên Ấn, đệ tứ ấn diệt thế. Chương 2579, một trưởng chấn động tứ phương. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dường như sấm rền vậy âm thanh ở trong không khí không ngừng quanh quẩn, không gian chung quanh hoàn toàn chấn động lên. Tại Diệp Thần Phong hướng về Hoa Nam Minh đánh ra một trường sau. Một con như núi lớn to lớn bàn tay màu tím hư ảnh, mãnh liệt hướng Hoa Nam Minh đập tới. Hoa Nam Minh thoát đi tốc độ rất nhanh. Nhưng bàn tay màu tím ấn tốc độ càng tăng nhanh hơn, chỉ thấy toàn bộ to lớn bàn tay màu tím ấn bốn phía, lượn lờ từng cái thanh long. Phảng phất là có hơn 10 đầu cự long tại kéo lấy này một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh. Từng đạo vang vọng chân trời tiếng rồng ngâm tràn ngập tại vùng thế giới này giữa, Hoa Nam Minh chỉ cảm thấy sau lưng tức giận sóng không ngừng đang áp sát. Hắn sau này liếc mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh cực kỳ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái kia được thanh sắc cự long lượn lờ cự đại thủ trưởng đã sắp yếu dán vào phía sau lưng của hắn rồi, hắn căn bản là đến không kịp né tránh. Trong con người tràn đầy vẻ sợ hãi, cảm nhận được một trưởng này bên trong chân thật power, hắn hiện tại hối hận ruột đều thanh. Ai biết như thế một cái thần đế cảnh sơ kỳ tiểu tử, hắn lại có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này đến. Có còn nên bọn hắn những này thần đế cảnh trung kỳ tu vi người sống. Thân thể được cự đại thủ trưởng ấn bên trong thật khí thế nuốt mất rồi, Hoa Nam Minh cảm giác được thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, hắn điên cuồng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông. Nhưng thân thể của hắn phảng phất được lực lượng nào đó cho trói buộc lại. Trong cổ họng rốt cục không nhịn được hít khà zzz giống lên, không, không, không được. Âm thanh im bặt đi. Hoa Nam Minh trong nháy mắt được to lớn bàn tay màu tím ấn nuốt mất rồi, thân thể trực tiếp tại bàn tay này ấn bên trong biến thành hư vô. Nhưng to lớn bàn tay màu tím ấn không chút nào yếu tiêu tán ý tứ, tiếp tục hướng về phía trước bạo hướng mà đi. Mới vừa cùng Hoa Nam Minh đồng thời không muốn lùi về sau những thần đế cảnh đó trung kỳ cường giả, bọn hắn nhìn thấy to lớn bàn tay màu tím ấn tiếp tục tấn công tới, bọn hắn hốt hoảng chạy thục mạng. Hoa Nam Minh kết cục bi thảm bày tại trước mặt bọn họ. Không khí chung quanh cùng không gian nằm ở một loại bạo loạn bên trong. Vẫn có hai tên thần đế cảnh trung kỳ cường giả chậm một bước, được bàn tay màu tím ấn cho thôn vệ ở trong đó. Được sau khi cắn nuốt. Cái kia hai tên thần đế cảnh trung kỳ cường giả. Thân thể của bọn họ cũng lập tức biến thành hư vô, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. To lớn bàn tay màu tím ấn tiếp tục hướng mặt trước vỗ tới. Bất quá, còn lại người tu luyện đã tránh ra một bên đi rồi, bàn tay màu tím ấn một đường về phía trước mạnh mẽ đâm tới. Ầm, 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 oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang không ngừng ở trong không khí quanh quẩn. Chỉ thấy Thẩm gia bên trong kiến trúc dồn dập sụp đổ. Trong khoảnh khắc, tại to lớn bàn tay màu tím ấn xung kích dưới, toàn bộ Thẩm phủ bên trong là trở nên khắp nơi bừa bộn, nồng nặc hóa không ra cho bụi tứ tán tại trong không khí. Thẳng đến sụp đổ thanh âm chậm rãi đình chỉ, cho bụi mới chậm rãi bắt đầu ở trong không khí tản ra. Chỉ chốc lát sau, hết thảy cho bụi hoàn toàn tán đi rồi, ở đây người tu luyện tầm mắt trả lại khôi phục lại. Từng đạo toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Bọn hắn trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn hắn trước đó cho rằng có thể ung dung bắt Diệp Thần Phong, chỉ cần Thẩm gia bọn hắn không nhúng tay vào, bây giờ xem ra ý nghĩ của bọn họ có ngây thơ cỡ nào. Lấy Diệp Thần Phong sức chiến đấu như thế, cho dù Thẩm gia cùng Phạm Thiên Vinh bọn hắn không nhúng tay vào, bọn hắn muốn cái kia bắt Diệp Thần Phong cũng là cực kỳ khó khăn.
Những kia trước đó lui về phía sau một chút thần đế cảnh cường giả, giờ khắc này trong lòng nhiều hơn một chút may mắn, nếu như bọn họ mới vừa cùng Hoa Nam Minh như thế không lựa chọn lùi về sau, mà là lựa chọn làm chim đầu đàn lời nói, hay là bọn hắn cũng sẽ rơi vào cùng Hoa Nam Minh kết quả giống nhau. Thi triển đệ tứ ấn diệt thế diệp thần phong, sắc mặt của hắn cũng khá là khó coi, bên trong thân thể linh khí tiêu hao không ít. Đối với đệ tứ ấn còn chưa đủ thông thạo, thi triển tốc độ quá chậm. Nếu như tại chính thức đối chiến bên trong, hắn sẽ phi thường thua thiệt, cho nên sau trả nhất định phải chỉ có thể là đem đệ tứ ấn quen thuộc luyện. Thẩm Tu Biển cùng Lục Như Ý mới đám người trong cổ họng nuốt nước miếng, nếu như là bọn hắn gặp gỡ vừa vặn một trưởng kia lời nói, như vậy bọn hắn cũng tuyệt đối không có sống dưới khả năng tới. Theo lý tới nói, tại bước vào thần đế cảnh sau đó muốn vượt cấp chiến thắng đối thủ, này là chuyện phi thường khó khăn tình rồi, vậy người tu luyện căn bản là không thể nào làm được. Dù sao tại thần đế cảnh bên trong mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Về mặt thực lực đều sẽ có một lần tăng vọt, trừ phi là những kia tích lũy thâm hậu. Hơn nữa dị bẩm thiên phú người tu luyện, bọn hắn tại thần đế cảnh mới có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mà Diệp Thần Phong tuy nói là tuyệt đối thiên tài, thế nhưng hắn mới 30 tuổi mà thôi, hắn tại về mặt thực lực có thể có bao nhiêu tích lũy. Nhưng hắn chỗ thi triển ra chiêu thức nhưng là như thế khủng bố. Thần đế cảnh hậu kỳ Thẩm Tu Thiên, hắn hít sâu một hơi, nói ra, ân công, người thực sự là thâm tàng bất lộ a hát. Vừa vặn một trưởng kia power, chỉ sợ cũng liền ta muốn đỡ lấy cũng là quá sức. Thẩm Tu Thiên trong lòng là một trận cười khổ. Hắn biết mình tuy nói có thể đỡ lấy vừa vặn một trưởng kia, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương, hơn nữa khả năng không phải thương nhẹ đơn giản như vậy. Diệp Thần Phong nhìn xem thẩm phủ khắp nơi bừa bộn, hắn nói ra, xem ra thẩm phủ muốn lần nữa kiến tạo. Thẩm Tu Thiên cười nói, ân công, dù sao nơi này chúng ta thẩm gia cũng không ở nổi nữa, được phá hư hết vừa vặn. Những kia đi tới thẩm gia cường giả, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có ý động thủ. Diệp Thần Phong muốn đem những người này cho một lưới bắt hết, nhưng là đối phương thần đế cảnh trung kỳ cường giả không tại số ít, chỉ dựa vào Thẩm Tu Thiên nhất tên thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, muốn một hơi ngăn cản những cường giả này, hẳn là chuyện không thể nào. Ở đây còn lại những cường giả kia trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bọn hắn từ từ hồi phục thần trí, bọn hắn hiện tại trong lòng mặt liền một điểm lùng bắt Diệp Thần Phong ý nghĩ cũng không có, có thể nói vừa vặn một trưởng kia là chấn nhiếp rồi bọn hắn. Những cường giả này tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó bọn hắn cũng không quay đầu lại dồn dập hướng về thẩm phủ bên ngoài lao đi rồi. Thẩm Tu Thiên hỏi, ân công, muốn ngăn dưới những người này sao? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, được rồi, đều sẽ có cá lọt lưới, chỉ là chúng ta ở nơi này không thể ở lâu thêm rồi, chỉ sợ ta ở nơi này tin tức rất nhanh hội tại toàn bộ bên trong giới khuếch tán ra tới, chúng ta là thời điểm nên chuẩn bị tiến vào thượng giới rồi. Xuất hiện tại các ngươi cần phải cũng biết ta cùng thượng giới Hà gia trong lúc đó có ân oán, các ngươi chả muốn đi theo ta cùng đi lên giới sao. Này đối với các ngươi tới nói cũng không là một chuyện tốt, cho nên bất luận các ngươi lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ bất mãn nào. Diệp Thần Phong bình thản nói ra. Hà gia hiện tại liền lệnh truy nã đều phát ra rồi, Diệp Thần Phong trong đầu thần kinh căng ra đến mức càng gia tăng hơn rồi, bây giờ chỉ là tại bên trong giới nội. Nếu như đi hướng thượng giới đâu này? Thượng giới có thể nói là thứ thiệt Hà gia địa bàn, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, hắn đến thượng giới sau, hắn sẽ gặp phải như thế nào phiền phức. Chương 2580, Vĩnh Hằng Hà Vực. Sư phụ, ta Phạm Thiên Vinh sống tới ngày nay đã là đã kiếm được, có thể cùng Hà gia đối kháng, này nghe tới cũng là một kiện có ý sự tình, chẳng qua là vạn kiếp bất phục, ta nguyện ý đi theo sư phụ ngài. Phạm Thiên Vinh nói thật. Thẩm Tu Thiên cũng nói, ân công, chúng ta thẩm gia cũng không cần nói, chúng ta thẩm gia binh sĩ toàn bộ là một lòng, chúng ta thẩm gia cũng nguyện ý đi theo ân công. Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu. Diệp tiền bối, nghe nói ngài là chí tôn luyện dược sư, kính xin ngài về sau tại chế thuốc thượng chỉ điểm một chút chúng ta. Lục Như Ý mới lên tiếng. Đoạn Quang Chí cũng lập tức nói, Diệp tiền bối, chúng ta cũng nguyện ý cùng ngươi đi hướng thượng giới. Đối với Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Chí hai cái này lão đầu,
Diệp Thần Phong vừa vặn cũng nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn rồi, hắn gật gật đầu nói ra, đã như vậy, lập tức đi tập hợp hết thảy Thẩm gia đệ tử, chúng ta bây giờ yếu mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong không muốn ở tòa này người tu luyện trong thành trì dừng lại lâu rồi, khi hắn ban bố mệnh lệnh sau đó Thẩm Tu Thiên lập tức làm cho ở đây Thẩm gia tất cả đại trưởng lão đi tập hợp người nhà họ Thẩm. Thẩm Tu Thiên hòa Thẩm Tu Biển cũng tự mình đi thu dọn trong Trầm gia tư nguyên. Mà ở tại chỗ chờ đợi Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí, hai người bọn họ bắt đầu nóng lòng muốn thử hỏi Diệp Thần Phong các loại chế thuốc thượng vấn đề, những vấn đề này toàn bộ một mực quấy nhiễu bọn hắn. Tại hai người bọn họ đưa ra từng cái chính mình gặp phải chế thuốc vấn đề sau, dù sao ở chỗ này chờ cũng không có chuyện làm, Diệp Thần Phong ngược lại là kiên nhẫn giúp bọn họ giải thích lên, hắn là một tên thứ thiệt chí tôn luyện dược sư, hắn đối luyện thuốc có của mình lý giải. Lại tăng thêm lúc trước lão Bạch các loại dốc túi dạy dỗ, hắn yếu chỉ điểm một chút hai cái này lão đầu là chuyện dễ dàng. Theo, Diệp Thần Phong giúp hai người bọn họ giải đáp suốt từng cái chế thuốc thượng vấn đề. Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí trên mặt vẻ mặt đang phát sinh cải biến. Mỗi một lần Diệp Thần Phong giúp bọn họ giải đáp suốt một vấn đề, bọn hắn đều có một loại tự nhiên hiểu ra khoan khoái, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong cũng là càng ngày càng tôn kính. Bọn họ là khắc sâu cảm nhận được Diệp Thần Phong chế thuốc trình độ. Tại Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí còn muốn hỏi thời điểm, Phạm Thiên Vinh nói ra, sư phụ. Chỉ điểm một chút là tốt rồi, này hai lão ra mặt dày vô cùng, ta nhưng mới là của ngài đồ đệ A Hát. Nghe vậy, Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí nhất thời không làm nữa, hai người bọn họ tính khí cũng rất cổ quái, bọn họ là không hẹn mà cùng hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Ngược lại là lưu manh vô cùng. Lục Như Ý mới lên tiếng, Diệp tiền bối, mời ngài thu ta làm đồ đệ. Đoạn Quang Trí cũng nói, Diệp tiền bối, mời ngài nhận lấy ta đi. Hai cái này lão đầu đồng thời hướng về Diệp Thần Phong quỳ lại. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là một trận bất đắc dĩ, hai cái này lão đầu quỳ cũng quỳ, hắn nhìn ra được nếu như không đáp ứng, như vậy hai cái này lão đầu là sẽ không đứng lên. Tại hoàn toàn bất đắc dĩ dưới, Diệp Thần Phong chỉ có thể nói ra, kỳ thực các ngươi không cần như vậy, về sau ta sẽ tại chế thuốc chỉ lên điểm các ngươi đứng lên đi. Lục Như Ý mới cười ha hả đứng lên, ta liền làm sư phụ ngài đáp ứng rồi. Đoạn Quang Trí kiên định nói ra, về sau ta sẽ một mực đi theo sư phụ ngài, bất kể là cùng thế lực kia đối kháng, ta cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Phạm Thiên Vinh nhìn xem Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí hai cái này lão đầu, hắn cười nói, ta nhưng so với hai người các ngươi trước tiên nhập môn. Về sau ta là hai người các ngươi đại sư huynh rồi. Phong lão đầu, chỉ ngươi cũng xứng làm đại sư huynh của chúng ta. Đương nhiên là của người nào chế thuốc trình độ cao, ai mới là đại sư huynh. Đoạn Quang Trí nói ra. Lý bởi vì như thế, Lục Như Ý mới gật đầu tán thành. Tại Đoạn Quang Trí cùng Lục Như Ý mới bái sư Diệp Thần Phong sau. Đi vào thu dọn Thẩm gia tư nguyên, Thẩm Tu Thiên hòa Thẩm Tu Biển bọn hắn cũng một lần nữa trở về rồi. Càng ngày càng nhiều Trầm gia trưởng lão cùng đệ tử tập trung lại đây, Thẩm Đình Ngọc đôi mắt đẹp một trận phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bây giờ không chỉ có sư phụ của nàng bái Diệp Thần Phong làm thầy, liền ngay cả Lục Như Ý mới cùng Đoạn Quang Trí dĩ nhiên cũng bái sư. Tại người nhà họ Thẩm viên yếu hầu như chỉnh hợp xong xuôi thời điểm. Oanh, một tiếng. Mặt đất không hề có điểm báo trước mãnh liệt chấn động lên, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn phía tây phương hướng. Chỉ thấy tại xa xôi phía tây, một mảnh to lớn màu xanh lam nước sông hướng đánh vào trên bầu trời. Bất thình lình một màn, để Diệp Thần Phong nhíu mày đến. Mà Thẩm Tu Thiên kinh ngạc nói, Vĩnh Hằng Hà Vực. Phạm Thiên Vinh cũng nói, Vĩnh Hằng Hà Vực có mở ra khuynh hướng. Không phải còn có một bách năm mới sẽ mở ra đấy sao? Diệp Thần Phong nghi ngờ nói, Vĩnh Hằng Hà Vực là cái gì? Thẩm Tu Biển cùng Lục Như Ý mới đám người bắt đầu ngươi một câu, ta một câu hướng về Diệp Thần Phong giải thích lên Vĩnh Hằng Hà Vực lai lịch. Truyền thuyết tại hỗn độn thời đại. Một tên tuyệt thế đại năng tu vi của hắn tại thần đế cảnh đỉnh phong. Nhưng trên thực tế hắn đã là rất gần sống mãi tồn tại. Hắn lấy sức lực của một người mở ra một cái lớn vô cùng dòng sông. Hơn nữa trong đó nước sông đối người tu luyện tuyệt đối hữu ích nơi. Sau đó, hắn tại dòng sông bên cạnh kiến tạo một tòa thành trì.
đặt tên là Vĩnh Hằng. Tại hỗn độn thời đại phàm là có thể bước vào Vĩnh Hằng thành người, thực lực nhất định muốn cùng tên kia tuyệt thế đại năng không phân cao thấp. Sau đó, lâu dần, rất nhiều người cho tên kia tuyệt thế đại năng lấy một cái Vĩnh Hằng Đại Đế danh hào. Vĩnh Hằng Đại Đế tại hỗn độn thời đại cũng là số một nhân vật nổi tiếng. Có người nói tại Vĩnh Hằng trong thành có không ít Vĩnh Hằng Đại Đế thu gom, bất quá, năm đó hỗn độn thời đại hạo kiếp đến, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không đủ may mắn thoát khỏi. Sau đó Vĩnh Hằng Thành cùng Vĩnh Hằng Đại Đế khai thác Vĩnh Hằng Hà vực toàn bộ biến mất rồi. Tiến vào viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, Vĩnh Hằng Hà vực dĩ nhiên tái hiện, chỉ có được Vĩnh Hằng Hà vực người được chọn, cuối cùng mới có thể tiến vào bên trong, bằng không liền ngay cả thần đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng không xông vào được. Từ lần kia sau đó Vĩnh Hằng Hà vực mỗi 200 năm sẽ xuất hiện một lần, hơn nữa mỗi một lần sẽ kéo dài một tháng. Có người nói biến mất Vĩnh Hằng Thành liền ở Vĩnh Hằng Hà vực phía dưới, nếu như có thể tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực, đạt được Vĩnh Hằng Hà vực tán thành, như vậy liền có thể tiến vào năm đó Vĩnh Hằng trong thành. Cũng có người nói Vĩnh Hằng Đại Đế kỳ thực không có chết, một mực tại Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy nằm ở hôn mê trạng thái. Đủ loại đủ kiểu thuyết pháp đều có. Để Phạm Thiên Vinh bọn hắn cảm thấy kỳ quái là Vĩnh Hằng Hà vực lần này sớm mở ra. Lúc trước Vĩnh Hằng Hà vực không có sớm mở ra tiền lệ, đây là để trong lòng bọn họ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Diệp Thần Phong nhìn qua xa xôi phía tây, nhìn xem được hướng về trên bầu trời màu xanh lam nước sông, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười. Đang nghe Thẩm Tu Biển bọn hắn tự thuật sau, hắn biết Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy khẳng định tồn tại cơ duyên, xem ra tại đi hướng thượng giới trước đó, hắn nhất định muốn đi một chuyến Vĩnh Hằng Hà vực. Hắn đối Vĩnh Hằng Đại Đế cũng rất hứng thú, có thể rất gần sống mãi, hay là hắn có thể tại Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy phát hiện một ít đi về sống mãi manh mối, chỉ là cũng bị Vĩnh Hằng Hà vực tuyển chọn mới có thể đi vào trong đó, này ngược lại là khiến hắn có mấy phần khổ não, hắn không biết mình có thể hay không bị tuyển chọn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.